tối nói chuyện với nhau một tí. Em xem là mấy ông ấy hỏi thì hỏi một chùm, tôi đỡ phải trả lời riêng. Hôm trước đi với thằng bạn nó cứ ngồi nó phát hình của mình nên đến gần người nghìn người xem. Nhưng mà hôm ấy thật sự là mình ngại. Tại vì bình thường phát một cái nội dung gì đấy mà tức là phát một cái live stream hay là có một cái video ấy, làm một cái video nào đấy mà nó không có một cái nội dung gì là mình ngại lắm. Tôi thật. Từ từ để tôi xem cái âm lượng. Ôi chết rồi, lại không đặt cái chế độ máy bay rồi. Hy vọng là đừng ông nào ông ấy nhá nhá. Vâng, chào Nguyễn Hữu Thuần. Ê, dần dần bây giờ là kiểu nó cuộc sống nó không cấp tập nữa ấy. Mới chào các bạn. Bình thường không có thời gian. Vừa mới tắm. Đào Thoại. Vâng, cảm ơn Đào Thoại, cảm ơn. Còn Mộc không việc mua hàng phải hỏi cái Thủy. Ở trên TikTok này nó có 3 số thì trừ cái số 4586 của tôi ra thì hai cái số kia. Chào Dung Nguyễn, chào Hoa Hồng, chào Gấu. Cảm ơn Lê Huy Hoàng. Chào Quang Phạm. Mấy ông trên Sở Đông còn đánh cây. Cái bình luận các bạn bình luận bình tĩnh thôi. Cảm ơn Lê Huy Hoàng 89 cái gì đây. Mai Đoàn Bịp đến thăm buổi đêm nhé. Hoa Hồng. Nói chung là cái chuyện ông Minh Duy ông hỏi là cái Thủy là vợ ông Tư Mã à, thực ra là đến bây giờ thì không phải là vợ. Cái gọi là sống cùng nhau thôi. Tại vì cùng cùng thời điểm này của cách đây chắc là gần 2 năm nhỉ. Nhưng ông nào theo dõi tôi đủ lâu thì mới biết là tôi với cái Thủy là chính thức ra tòa từ cách đây 2 năm rồi. Chuyện nói chung là chuyện nó cũng hiếm gặp. Đến con em tôi mới bảo thế. Em gái tôi. Tại vì nói chung là nó vẫn còn duyên. Thế là con cái Thủy nó bảo là cuối năm ngoái ấy, tôi mới nó đi chụp ảnh cưới. Tôi bảo tao với mày quan hệ đéo gì mà chụp ảnh cưới. Kể đi. Vâng, đây là Khoái Châu Hưng Yên. Cái chuyện nó dài lắm. Chuyện thì thực ra là cái ly hôn này nó cũng không phải là giữa tôi với nó. Mà nói chung là cái chuyện này là xung khắc giữa bà già tôi với cả con cái Thủy. Tôi cũng chả biết là bắt đầu từ đâu. Nhưng mà có thể kiểu bà già tôi cũng kiểu gia trưởng ấy. Ngày xưa tôi cũng có bảo rồi là bà già tôi là gái. Nhưng ở dưới đằng quê ngoại ấy, quê ngoại thì có mấy ông anh của mẹ tôi ấy. Nhưng mà mấy ông anh chả hiểu kiểu gì ấy. Nhưng mà cứ có việc gì thế là các cậu mấy cả các dì mấy các thứ là cứ gọi bà già tôi về. Tôi bảo là thứ nhất là mẹ đã đi lấy chồng, mẹ là gái đã lấy chồng, mẹ không thể thay các bác làm trưởng được. Mấy bác liền. Tức là bà già tôi là phận gái. Còn trên bà già tôi còn mấy anh nữa. Gọi là tôi là gọi là bác ấy. Nhưng mà bên ý cứ lục đục rồi anh em các thứ linh tinh ấy, cứ các cái chuyện đấy ấy. Thế bà già tôi cứ về giải quyết. Thế tôi mới bảo mấy đứa em là như thế là bà già tôi át các anh mấy cả các thứ ấy. Thế là các em mấy các cậu bảo là không có mẹ mày thì không giải quyết được. Thế là về là thường là tôi cũng nói ra cái vấn đề chấp công trong cuộc sống ấy. Tôi nói cái tâm lý chấp công ấy. Các bạn biết ví dụ như là các bạn là bố là mẹ hoặc là ông là bà ấy. Các bạn chấp vào cái tuổi tác. Bây giờ các cựu chiến binh hay là người nhà nước các thứ này có cái tư tưởng là chấp công. Các bạn làm được. Làm được cái gì cho xã hội, cho nhà nước, cho ấy các thứ nào các bạn. Cái tôi các bạn lớn lắm. Thế cho nên là lục đục mà cách đây 2 năm tôi với cái Thủy này ly hôn là xung khắc giữa bà già tôi với cái Thủy. Tôi cũng dần dần tôi hàn gắn nhưng mà không hàn gắn được. Xong rồi được bị cái là bà già tôi là cũng nhà tôi ấy. Tất cả tôi này, cái Thủy này, bà già tôi đều có khả năng kiếm tiền. Tự tức là tự bản thân kiếm tiền mà kiếm rất nhiều tiền. Cho nên cái việc kiếm tiền ấy thì lại cái tôi lại cao lên. Thế là kể ra cái câu chuyện mà những ông nào không theo dõi thì là cái chuyện ly hôn cách đây 2 năm. Bà già tôi đến bây giờ vẫn có cái nhà thuốc trong Thọ Bình. Làm nhà thuốc gọi là nhà thuốc nó cũng bao nhiêu năm. Từ cái đợt tôi còn nó nhoi ấy, thì tức là cái nhà thuốc nó tầm 4 gần cũng gần 40 năm làm thuốc rồi. Cho nên bà già tôi bây giờ cũng không phụ thuộc ai. Tiền công tức là cái lương tháng với các thứ là tiền cũng có, tiền cũng nhiều. Tôi thì cũng độc lập tác chiến cũng kiếm được tiền. Cái sai lầm của tôi thì nói chung là đấy, bà già là tôi can thiệp như thế đấy. Là mẹ là gái cũng đã có chồng, các bác ở trên với cả các dì với cả các cậu ở đấy là tự giải quyết được. Nhưng các cậu với các em tôi ở dưới quê ấy cứ bảo là bác Thái với cả
không có mẹ mày thì không giải quyết được với thế nọ thế kia ấy. Thế là dần dần mẹ tôi giải quyết những cái vấn đề ở dưới quê ấy là đôi khi là cái tôi nó cao. Đôi khi tôi đã nói với các bạn rồi, nhiều khi tôi nói đúng nhá. Tôi nói đúng. Nhưng mà bà già tôi cũng không nghe. Em gái tôi cũng thấy cái ông nó còn nằm ngược lại ấy. Mà bà già tôi theo cái kiểu là khi mà mình lấy vợ ấy, nó có bảo tôi là xây nhà ra ở riêng này. Xong rồi cái mảnh đất phía trên là xin mẹ tôi để xây nhà ấy. Mình thì mình không muốn xây nhà, mình không muốn ra ở riêng. Mình muốn là đấy có mỗi một mình mẹ. Ông già tôi mất từ năm tôi học đại học năm thứ nhất 18 tuổi. Năm nay mình 37 tuổi. Chuyện gia đình thì nó cũng rất là dài. Nhưng mà đại ý là đấy là mọi người hỏi thì hôm nay tôi cũng nói để có cái gì thì là mọi người ở trong cái hoàn cảnh ấy thì cũng biết cách giải quyết. Tôi cũng là cái người mà mình nói thật ra là mình không gia trưởng. Nhiều ông bảo là nhìn mặt mày thế này rồi đánh vợ đánh con mới chửi bới các thứ, nhưng mà không ấy đâu. Xong rồi nhiều khi bị cái cú sốc lớn như thế. Nên nhiều ông bảo là bây giờ sao lại mày cứ gọi cái Thủy là mày tao mấy cả con nọ con kia, sao không em nọ em kia đi. Thế tôi bảo là bây giờ thì tôi không em biết được, không người yêu người biết cái mẹ thằng Khang ấy, cứ mày tao thôi. Nhưng mà được cái là khi kể cả khi có xung đột hay thế nọ kia thì tôi vẫn mày tao. Kể tiếp là bên ví dụ cái sai là bên bà già tôi để cho các bạn ấy nhá. Thì là ngày khi mà tôi lấy vợ xong rồi đến tận ba cách đây khoảng 2 năm lùi trở lại ấy, thì mẹ tôi là hay có cái câu là mà bà già tôi cũng người của đảng đấy, nhưng mà cũng bậy theo kiểu là mày chỉ sống vì cái lồn đấy. Xong cái lúc ý mâu thuẫn nhá là đấy là bà già tôi bị sức ép ở 3-4 bên cơ. Cứ về bên quê ngoại, tức là bên đằng gia đình cái Thủy ấy, thì ông bà bên ngoại này lại không hiểu, con Thủy về nó lại bơm đẻo. Thế là ông bà ngoại ở dưới kia mấy họ hàng bên ngoại này cứ bảo mình là lớn rồi sao lại cứ nghe lời mẹ, lớn rồi phải có chính kiến thế nọ thế kia. Còn con cái Thủy này thì nó cứ bảo là anh lớn thế nọ thế kia mà cứ nghe lời mẹ. Thế là căng thẳng quá mà mình không dàn xếp được. Có một đợt thì mình có cái đợt mà hai mẹ con nó đánh nhau cơ. Đánh nhau lúc mà chưa ly hôn ấy. Sau đấy ly hôn xong còn nôi ra giữa cái ngã tư ở Thọ Bình còn nôi ra đánh nhau. Tôi thì tôi không các ông các bà cứ bảo sao phải ra can thiệp. Tôi bảo tôi nhìn thế tôi cũng hãi. Là cái còn hãi hơn là con thằng Huấn ngồi đây này. Hai mẹ con chọi gạch nhau ấy. Giữa cái ngã tư Thọ Bình này. Nhưng mà toàn người có học nhá. Toàn người có học cũng địa vị cũng người của đảng đấy. Thế là bên bà già tôi thì có bà già tôi thì hay chấp vào cái tuổi tác của mình, những cái cống hiến cho xã hội, cống hiến cho gia đình. Thế là nhiều khi là tiền bạc các thứ thì mình ngày xưa kể cả mở vườn này cũng thế. Tôi nói thật ra là kể cả cái ngày xưa là tôi thuê cái Thủy nó làm nhân viên. Nó em chưa thấy ai như anh. Anh cứ có được bao nhiêu tiền anh về anh đưa cho mẹ anh hết. Xong rồi xin nọ xin kia là cũng xin mẹ anh. Tiền thì của chung, như tôi nói thật là cái tâm của tôi là không muốn tách gia đình đâu. Ông già tôi mất chỉ có mỗi bà già tôi xong mới tôi. Mới ở con cái Thủy mấy hai đứa con trai tôi thôi. Nhà thì đất cát mấy nhà cửa có thiếu đâu. Không phải tranh giành cái gì. Nhưng bà già tôi đôi khi thì là tiền của tao tất, nhà của tao tất, đất của tao tất. Mày ở được thì ở, không ở được thì cút. Đấy vẫn nói thế nhá. Tôi mới kể cho mọi người là đến khi mà mình lấy vợ rồi ấy, đôi khi mình còn xách xe máy mình bỏ đi cơ. Nhưng mà mình bỏ đến đi đến tận đường D ở trên tít ở trên kia là định bỏ đi ấy. Em nghĩ thế nào bảo thế bây giờ bà mắng thế xong rồi mình lại xách xe bỏ đi. Xong rồi đi thì lại phải về. Về xong lần sau bà đuổi lại đi. Đi thế ra xong rồi lại mất công về. Tốt nhất là đéo đi đâu cả. Bà mắng bà cứ mắng. Tôi dần dần là khi mà ấy là tôi không ấy nữa. Bà già tôi cứ cùn là bà già tôi bảo nhà của tao tất, xe của tao tất, tiền của tao tất. Mày đi thì mày cởi hết quần áo mấy các thứ đi. Đấy là mình nói thật. Thế là mãi đến hơn 30 tuổi, kể cả khi tôi mở vườn này. Nhưng cái Thủy tức là nhân viên của tôi chứ không phải cái Thủy này. Thủy này là đợt đi nó vẫn đi làm công ty cơ. Thế là tôi vẫn bảo lấy, tức là lập gia đình xong là tôi vẫn bảo là kiếm tiền các thứ là đưa hết cho bà già. Bà già quản lý, có cần gì thì xin. Nhưng mà có cái Thủy là nó muốn tự lập, mấy cả nó muốn giữ tiền ấy. Xong rồi bắt đầu là lại còn em gái tôi nữa nhá. Tức là em gái mình, dưới mình là còn một đứa em gái. Em gái nó lấy chồng. Nhưng mà bên gia đình, bên nhà chồng của em gái tôi nó không được như bên này. Tôi nói ra thì lại sợ mọi người ấy. Nhưng mà đại ý là nhiều khi là cái Thủy nó đưa tiền cho bà, là nó đi làm ấy, làm 7 triệu, 10 triệu đưa cho bà. Nhưng nó lại sợ là bà lại đưa cho em gái. Xong rồi bà thì hay có cái kiểu là nhà của tao, tiền của tao, mấy các thứ linh tinh, mày ở được thì ở, không ở được thì cút.
thế nọ thế kia, xong rồi cứ xung khắc kiểu đéo gì ấy. Xong rồi đợt đi là làm sau đấy cơ, sau đấy là nó cái thủy này, con cái thủy cả nó vẫn đi làm công ty. Tôi thì một mình tôi mở vườn, tôi tìm mối nhập hàng cây cối ở bên Trung Quốc, xong rồi tìm xu hướng cách đây nó cũng phải rơi vào như thế phải chục năm ở đây này. Đến ông cõng ngày xưa, ông cái ông gù gù mà hay ship hàng ấy, mà gia đình thì lục đục, bà thì chửi một đằng bao nhiêu năm rồi nhá. Nó phải tầm từ lúc thằng con thằng này này là lúc cái con thằng Khang năm nay hai lớp 2 rồi thì năm mới đẻ nó. Con này nó đã Tết, nó từ 20 Tết nó bế con về bên ngoại. Bế con về bên ngoại thế là xong rồi, bế con về bên ngoại từ hôm 20 Tết. Xong rồi đến lúc ấy là chưa đến rằm, khoảng mùng 7 mình tự đi xe mình về để đến mình đón. Thế là bố mẹ vợ thì không hiểu gì ấy, bảo là bố cứ tưởng là nó về nó chơi, ai ngờ nó này. Con cái thủy này nó không phải dạng vừa đâu. Đấy là cái lúc ấy nó còn đi làm công ty cơ, chứ còn chưa phải là nó đến cái giai đoạn này. Tí để tôi kể đến cái giai đoạn này thì nó mới dám đi dị, chứ còn bình thường nó đi làm công ty nó không đi dị đâu. Thế là còn đi dị xong rồi tí nữa, xong rồi sẽ có nhiều cái lời đồn đại là nó ngoại tình với các thứ. Nhưng mà tí tôi sẽ nói là cái biểu hiện của người ngoại tình như thế nào để mọi người biết, nếu mà như cái trí tuệ của mình nhìn là mình biết có phải ngoại tình hay không. Cho nên đến bây giờ là chúng nó vẫn nói xấu mình với thế nọ thế kia ấy, là kiểu nhổ ra xong rồi lại niếm lại mấy cái gì ấy. Nó nói kiểu nó bậy bạ lắm. Chúng nó kiểu cái người bên ngoài ấy, người bên ngoài người ta không có những cái đóng góp cho cuộc sống đâu, nhưng mà nó cứ nói mỉa nói mai để cho nó cái tôi không hiểu chúng nó có đóng góp gì cho cuộc sống hay không ấy. Thế là kể câu chuyện mà khi thằng cu con nhà tôi này, thằng Khang này này, năm nay nó lớp 2 rồi, thì cái đợt thì nó mới được có 1 tuổi ấy, 1 tuổi 2 tuổi ấy. Con cái thủy này là tính cái tôi nó cũng cao. Từ cái đợt mà xin lấy tôi ấy, bố mẹ bên bên ấy, ấy bên bên đằng tức là bố mẹ bên đằng vợ ấy thì là đã ngăn thế là nó bỏ lên trên phòng nó, ở trên gác hay là ấy thế nào, nó nhịn đói 3 ngày để quyết tâm lấy mình. Đợt đi thì yêu thì là mình là tại sao mình lấy, chứ không phải là tự nhiên mà mình điên cuồng mình lấy. Thì tôi lấy thì nói chung là mình cũng phải có cái trí tuệ, chứ không phải là dựa vào con tim hoàn toàn. Kể cả các trong các cái vấn đề hôn nhân với các thứ ấy thì là mọi người phải dựa vào con tim, xong rồi cái lý trí nữa, chứ không phải cứ điên cuồng mà lao vào. Thế là bố mẹ bên vợ thì nhìn thấy mình là như kiểu nghiện này. Xong đợt đi mình lại ăn chơi được mỗi cái là bà già có nhà thuốc với cả kinh tế gia đình cũng ổn định ấy. Bố mẹ vợ là cũng gàn, nó thì cũng tốt nghiệp đại học mấy các thứ ấy. Mà đợt đi mình tôi ăn chơi cờ bạc mấy các thứ ấy, nhưng mà con cái thủy này nó nhịn, tức là như kiểu là nó tuyệt thực ấy, để lấy mình ấy. Nên là nó là cũng gọi là nó cũng là cái đứa mà đánh đá với ghê đòn ấy. Xuất sân thì gọi là bên đằng bố mẹ vợ tôi là hàng kiểu bán thịt mấy các thứ ấy. Còn tôi nghe những cái sự tích mà ngày xưa mà nó mà chửi khách hàng với cái loại kia, nó bé tí bằng tuổi Khang này, nó ra bán hàng hộ bà mẹ vợ tôi, nó đã chửi khách hàng. Chửi khách hàng rồi, nếu mà mua thì không sao này, em mấy cháu này, lễ phép kính cẩn nghiêm mình đó. Nhưng mà đến khi mà nào mà không mua hàng là các ông biết dân chợ búa rồi gì. Nhà tôi là ông già tôi ngày xưa cũng làm ở sở thủy lợi Hải Hưng đấy. Xong rồi kiểu hai khi tách tỉnh ấy là về được phân về Hải Dương. Đợt ý là đẻ em đứa em gái tôi là năm 90 hay 9 mấy ấy. Thì là nhà tôi ở đây là ở Khói Châu Nghiên. Ông già là được phân về khi tách tỉnh ra ấy, thì ông già phải về làm sở thủy lợi Hải Dương. Thế là ông già về một cục. Về một cục thì thường các bạn ngày xưa các bạn biết, về một cục tức là sẽ nhận lương hàng tháng. Nhận lương một cục nhưng mà lại có ruộng. Thế là từ đấy là tôi mấy em gái tôi mấy cả ông già mấy bà nội tôi là có ruộng. Còn bà già tôi là nhân viên nhà nước, là bà già tôi không có ruộng. Đấy, thế là kể cái câu chuyện là ngày xưa là tôi biết bà già tôi như thế là cái tôi nó cao, nhưng mình không làm sao để mình ấy được. Thế là càng giải quyết được nhiều cái công việc ở dưới ngoại, rồi bà già tự cái khả năng kiếm tiền mà kiếm nhiều tiền, vừa làm bệnh viện nhà nước, xong rồi vừa có phòng khám ở nhà ấy. Mà những cái người mà kiếm khả năng mà tự kiếm tiền mới kiếm được nhiều tiền là cái tôi nó cao. Các bạn hình dung chưa? Không như Huấn bây giờ. Huấn là bây giờ là nói chung là cái tôi nó cũng cao đối với các bạn theo dõi nó. Các bạn gọi nó không trả lời, các bạn vây vây như này nó đẩy gì các bạn. Nhưng mà đối với mình thì là mình bảo là với những cái người mà cùng ấy thì là cái tôi nó giảm xuống. Chứ khi mà các bạn biết là khi các bạn tự khả năng kiếm tiền
lại kiếm được nhiều tiền là cái tôi của bạn cao. Bà già tôi hay có kiểu ấy đấy, tiền của tao tất, nhà của tao tất, ở được thì ở, mày ngoan thì tao cho, mai sau tao cho, không ngoan thì cút. Đến tôi là con trai duy nhất nha, bà mắng như thế. Thế cái Thủy nó không chịu được. Thế là đợt ý thế nào nó bế con về là cái đợt xung đột đầu tiên. Ngày xưa thì mình yêu thì yêu, nhưng mà mình vẫn có lý trí để mình quyết định lấy. Đấy thì là cứ chứ còn ngày xưa mà tôi biết là cái kiểu mà ngày xưa mà nó đi bán thịt, nó chửi khách hàng với thế nọ thế kia thì tôi không bao giờ tôi lấy. Tôi bảo là mẹ gia đình nó. Cho nên các bạn cũng biết, nếu mà mai sau mà các bạn yêu ai hay lấy ai mà gia đình người ta xuất phát từ buôn bán mấy cả ở ngoài chợ ấy, là cái tính nó không nhu mì đâu. Nhu mì chỉ khi yêu nhau thôi. Ông về lấy nhau là cái tính các bạn sẽ biết. Cho nên đôi khi là các bạn sẽ thấy, kể cả như hàng xóm sẽ thấy này, đôi khi là nó cứ sửng cồ lên, nó chửi bới loạn xí ngậu lên, tôi cứ không ấy gì. Đừng nghĩ là khi mà các bạn thấy nó live stream, nó anh em ấy chào, hôm nay em Thủy thế nọ thế kia mà lúc nào nó cũng anh em. Còn tôi thì tôi đã mày tao rồi, mẹ từ bây giờ đến chết mày tao. Nhiều ông bảo là ơi sao gọi vợ là mày mới cả tao, sao không em Thủy, em Thiếc, xong rồi mẹ thằng Khang hay mẹ Nguyên. Tôi bảo các ông cũng thế. Các ông lúc mà vui vẻ thì là vợ yêu mới cả chồng yêu. Mẹ đến khi mà dỗi nhau thì, đến khi dỗi nhau thì các ông nuôi cả bố mẹ đẻ con gái người ta ra chửi. Tức là bố mẹ đẻ của vợ ra chửi. Nhưng các ông có như tôi đâu. Tôi quán triệt khi đã mày tao rồi thì kể cả cãi nhau hay vui vẻ cũng cãi mày tao hết. Tôi xin phép đến giai đoạn này là kể câu chuyện để đôi khi các bạn không hiểu nhá. Là không đọc bình luận. Xong rồi đến cái lúc mình mở vườn thì nó vẫn đi làm công ty, lương nó là 7 triệu. À, đợt đi làm mở bao nhiêu vườn ở dưới Khoái Châu này này, đầu tư cũng rất nhiều. Ông Cõng ông nói một câu mà nói thật ra là mày không điên là tao thấy hạnh phúc cho mày rồi đấy. Nào xung đột xung khắc như thế, xong rồi mình lại ở giữa, mình bị chết chẹt luôn ở cả hai bên ấy. Bà già tôi suốt ngày chửi đấy, mày sống chỉ vì cái lồn. Xong rồi của tao tất, mày thích đi đâu thì đi. Xong rồi tiền của tao tất, tao thích cho ai thì cho. Nên tôi mới bảo tôi có ý cho các bạn ấy, mà mai sau con tôi mấy các thứ ấy, tôi bảo với khi mà mình kiếm tiền như thế này, mai sau con cái nó lớn, gọi cả hai thằng con trai, gọi cả con dâu, gọi cả tất cả các bên liên quan đến tài sản. Là hôm nay ngồi cùng gia đình như thế này, mà bố cho thằng này cái tần này, bố cho thằng này tần này, hai anh em mày có ý kiến gì không? Đấy, thống nhất như thế để cho ấy. Ông bà nội tôi cũng bị nhá. Cho nên ông chú tôi gọi là ông chú ruột ấy, bây giờ cũng là cách đây mấy năm rồi tôi mới bảo là tôi ui chuyện gia đình nó buồn cười lắm. Về ông chú vẫn vỗ cái trường kỷ mấy cả cái giường là định là ông hai ông chú mấy bà cô với mấy ông chú bà cô ấy, tức là tranh giành mấy ông bố tôi này. Ông bố tôi còn sống hay không ấy nhá. Ông bố tôi mất dỗ bố tôi vẫn về, vẫn bảo cái giường này của đây thế nọ kia. Còn đi xem bói xem biết, xong hỏi gọi bà Đồng mà biết là ông nội tôi. Ông nội tôi trong ghi âm là tao chỉ thương vợ chồng con cái mẹ ở xa, tức là ông chú bà cô tôi ở xa, ở tận Hải Phòng hay ở đâu đấy, để vợ chồng con cái nó ở lại nó chiếm tất. Tức là nói ông già bà già tôi. Ông già tôi mất thì là dỗ là cứ lại cứ ấy như thế. Mà đợt đi mình cờ bạc mình không về. Thế là tôi 3 năm, 5 năm liền tôi không không nói chuyện với ông chú ấy. Ông chú ấy đi nói với các, đấy là các cái chuyện tranh giành tài sản. Tôi mới bảo là chốt lại cái vấn đề mà nếu mà tôi ấy, các con của tôi cho là tôi phải họp gia đình. À, bây giờ bố cho thằng này cái này, bố cho thằng này cái này. Hết. Còn khi nào cho thêm cho đứa nọ đứa kia thì bố lại họp gia đình. Nhưng bà già tôi lại không ấy như thế. Con em gái nó đi lấy chồng, thế bà xây nhà hay bà mua đất tôi cũng không quan tâm đâu mà thật. Tiền của bà thì vẫn là của bà. Nhưng đôi khi bà nói ra thế là con cái Thủy nó đau lòng. À, thế là nó lại có sinh ra cái tâm là bây giờ cứ làm nó đưa tiền cho bà, mai sau bà thế nọ thế kia, mai sau thế nọ thế kia. Các bạn hình dung chưa? Các bạn không hình dung là. Thế tôi bảo là quán triệt là ví dụ như là như các ông khác thì ông ấy sẽ có cái quỹ khởi nghiệp cho thằng con này, quỹ khởi nghiệp cho thằng con này. Nhưng tôi bảo mai sau có cho con nào thì họp gia đình hết. Nuôi hết các hai đứa con, nuôi hết các cháu, các thứ gì à. Những đứa nào mà có khả năng mai sau tranh chấp các thứ nào. Bố hôm nay là bố họp gia đình như thế này.
bố có tuần này anh con đang túng thiếu nhà, thằng em nó em con nó đang nghiện thế này, mới là nó đang vỡ nợ chỗ kia, nó đang đòi này, bố trả cho nó tuần này, con có đồng ý không? Mà không đồng ý thì bố vẫn phải cứu em con thôi, nhưng mà bố phải nói cho con để con biết. Ông nội tôi mất, đến khi bố tôi mất về các chú vẫn tranh, tranh là cái dương này thế này, cái này cái vương này, cái này cái tú này thế này, tôi chán luôn. Tôi bảo cháu là cháu, bây giờ cháu không thể biết là của ai, nhưng mà ông làm như thế không được. Thế là 4 năm liền, 5 năm liền tôi không trả một câu. Ông đi ông nói với các ông trẻ là đấy, cái thằng Tuân nó bố láo, nó gặp chú nó không trả. Trong khi chú là chú ở xa, về nhà tôi là ở nhà tôi để dỗ Tết. Nhưng mà về lại mang mấy cái băng gọi hồn gọi hiếc, xong rồi ông nội tôi, cái giọng ông nội hay là thế nọ, bảo là đây là ông nội. Mà tao chỉ thương vợ chồng con cái mẹ ở xa, để vợ chồng con cái nó ở gần nó chiếm hết. Thế tôi mới bảo là trước mặt có ông trẻ ở đây, còn nếu mà có người lạ thì cháu vẫn chào chú, nhưng mà nếu mà để một mình nhá, không bao giờ cháu chào. Đấy, tôi nói thật. Ông tranh mẹ từ cái lúc ông nội tôi còn sống, hay là lúc ông già tôi còn sống đi. Mẹ ông già mất này, nôi băng nôi biếc ra, xong rồi đấy đi xem bói, tai hại của xem bói như thế này. Ông về sau bà già tôi mới bảo là chả biết là ngày xưa ông nội là còn sống thì là ông nội ra kia xây nhà cho các em như thế nào, hay là thế nọ kia có cho gì không, nhưng mà đây khi mà ông mất bà mất thì là có như thế này gọi các em về. Thế cho nên là đấy là phía bà già tôi. Xong rồi đến lượt con cái Thủy nữa. Con cái Thủy thì là sau khi mà nó vào mở vườn đây thì tôi mới bắt đầu là ban đầu thì bảo tất cả kể cả tôi thế, mới nó đi làm công ty thế, là đưa tiền cho bà già, xong rồi ấy các thứ. Xong đến một giai đoạn thì nó bảo là bà già em cái gì nhỉ, nó lại bảo là đưa tiền hết bà già thì nhỡ thế nọ thế kia. Thế là bà già lại bảo là nó lại bảo là thế thì đưa tiền cho em. Thế là sau đấy thì lúc đi làm công ty là sau đấy, xong rồi mở vườn này, làm một mình là không hết. Thế là mới để là nó về nó quản lý với thế nọ thế kia, lúc mới bắt đầu là kiếm tiền ác. Tiền ác thế là lúc ấy là tôi mới bảo quán triệt là cho các bạn là khi mà các bạn kiếm nhiều tiền nên là cái tôi nó khi đã kiếm được tiền mà tự mỗi người có bản thân là kiếm được tiền ấy thì cái tôi nó lại cao. Những cái người tự bản thân kiếm tiền ấy. Cho nên anh em nó ngày xưa anh em nó có bảo ấy là tất cả tiền bạc mấy cả xe cộ mấy cả giấy tờ mày phải đứng tên hết. Tôi bảo mẹ đứng tên thì nó cũng là cái ràng buộc thôi, bây giờ tao chả thích đứng tên gì. Tôi nói thật, đến bây giờ tôi chỉ có một mình tôi đứng tên được hai cái xe, một cái xe gọi là cái xe Sirius trắng ở nhà, một cân xe Lovo này. Đứng tên vào nó phiền. Anh em chúng nó cứ bảo ngu mới thế nọ, kể cả khi mà quay lại như này này. Cách đây 2 năm ấy, lúc ly hôn thì không nói làm gì. Quay lại như này mà không có giấy tờ với các thứ này. Nó bảo kinh tế với các thứ này khi anh đã như này, kể cả em gái hay là các anh em. Bây giờ phải quán triệt là tiền thằng nào thằng ấy giữ hay là tiền thế nọ thế kia, nhưng tôi giữ làm gì. Nó mệt ra. Thế cho nên là cái ông mà đi ship thịt dê cho nhà hiểu ấy, ông bảo mình nắm tay thế này, thế là ông bảo sao thằng này nó nhiều tiền thế này mà cuối cùng nó không có đồng nào nhỉ. Ui rồi, thế là mình mới bảo đến cái xác này còn mai sau còn trôi đi như kiểu ấy, chứ còn tiền bạc đã là cái gì. Tôi nói thật, đến bây giờ tôi không giữ cái gì đâu, giữ chỉ đau đầu thôi. Còn đến một lúc nào đấy, hôm đợt tôi quay về đây tôi cũng bảo là ngày xưa cái đất này còn nợ 200 triệu. Đấy là tôi nói thật cho các ông như thế. Thì tôi bảo là đến đây về tao về với mày, tao trả cho mày nốt 200 triệu rồi thôi. Thế là nó lừa thế đéo là lại. Xong rồi lại mua thêm cái đất này là hình như tỷ 6 hay tỷ 8 ấy bên này này. Đấy, xong bây giờ là trả xong rồi. Xong rồi con nó dự định là mua gần thằng Huấn là cái đéo gì chỗ ấy là chỗ Vinhome, Viniếc gì đấy, năm sau nữa ấy. Còn tôi tại sao mà cái thời điểm này các bạn biết là đấy, như sau cái thằng Huấn đến tận bây giờ là mình cũng không kiếm tiền. Kiếm tiền thì mẹ cứ có tiền này mua đất, mới mà mua các thứ thì tôi cũng chả cần. Tôi nói thật, tại vì đến bây giờ khi tôi nói cho các bạn thì tất cả những cái gì tôi trải qua tôi mới nói, tôi học và tôi hành. Chứ không phải là như các đơn vị khác, hoặc như Huấn, hoặc là như anh em chúng nó. Chúng nó mới chỉ vừa đọc được một cái video nào đấy, chúng nó hay, là chúng nó lại lên mạng, chúng nó nói cho các bạn. Còn tôi học và tôi hành, tôi đọc được cái điều ý, ví dụ thiểu dục chi túc, hoặc là chi túc giàu tối thượng thì tôi mới nói cho các bạn. Còn tại sao mà mình bảo là tiền thì cái anh nghe cái như cái Thủy nó cầm, hoặc bà già tôi cầm đấy, là bà già tôi thì thực ra là ngày xưa khi mà mình cờ bạc là bà già cứu mình nhiều, mình đã đưa cho bà già được bao nhiêu,
Nhưng bảo cái Thủy là đưa tiền cho bà già, cái Tết đưa cho bao nhiêu tiền ấy, nó bảo là bà già cũng giống tính anh, có bao nhiêu tiền thì bà lại cho người nọ vay rồi cũng không lấy được. Xong rồi nhiều khi là mình cũng không thích học hơn, thích đọc hơn là đi kiếm tiền. Thì nó bảo là mai sau ví dụ mẹ anh ốm thì thế này, con lớn mai sau là cần thế này thì mình lại bật dậy mình kiếm tiền. Xong rồi cái thứ hai nữa là đôi khi là nghĩ đến anh em. Anh em thì mấy anh em tôi là sản xuất mấy thế nọ kia lại bảo là Tuân ơi dạy 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 đi kiếm à đi bán cây cho tao đi, thế là tôi lại nghĩ đến anh em. Thì lúc ấy tôi lại đặt cái vấn đề là nhiều nhiều người theo dõi để làm gì? Nhiều người theo dõi nhưng không giúp được anh em. Anh em tôi sản xuất. Cái thứ hai là nhiều khách hàng lại cứ bảo là anh chụp cái lọ, chụp cái kia. Chứ còn tôi nói thật ra là làm gì có mình có làm gì có nhu cầu gì? Chơi gái thì cũng không. Xe cộ thì hôm nọ con Huấn bảo là sắp tới tớ mua tớ đi lấy hai cái xe này, tớ đi lấy cái xe này mấy tỷ chục tỷ mấy bao nhiêu tỷ. Tôi bảo đến bây giờ ta vẫn đi con xe Lovo gia truyền màu của cất kìa, Lovo vàng kìa. Hôm nọ kiểu lâu không đi ấy, từ trước Tết không đi thế là lại khó lổ, thế lại dắt ra ngoài kia ông Hưng ông này ấy cho ít điện. Chứ còn bây giờ tôi nói cho các bạn là tôi khác các cái đơn vị khác là mình hiểu được và mình học được và mình hành áp dụng cho cuộc sống. Không có nhu cầu gì, mua đất mua cát mình chả có nhu cầu ở à, đâu. Kể cả bây giờ mà nó có thể nó chửi bới hay thế nọ kia mà tôi cảm giác xúc phạm hoặc là kiểu mình cũng hết duyên rồi thì mình về bà già trong kia để ở cùng bà già. Bà già cũng muốn mình ở với thế nọ thế kia nhưng mà mình bảo là mẹ bây giờ mới cả nói chung là cái nhà này với nhà kia nó chỉ cách nhau được khoảng tầm mấy trăm mét thôi, 500 mét thôi. Chứ còn ngày xưa là nó cứ muốn mua đất, cái con cái Thủy cứ muốn mua đất ở trên Nại Ốc với cả trên Văn Giang với cả xa xa ra xa ấy. Tôi bảo tôi không đồng ý. Tại vì bà già tôi ở đây thì con cho một thằng thằng Khạ, thằng Nguyên nó ở trong kia mấy bà mà thằng lớn nhà tôi lại thích ở mấy bà. Thì mình an tâm, mình đỡ lo lắng. Chứ đôi khi ví dụ như là ở xa xa mà cách đây 20 cây mà Nguyên lại đi theo mình nữa thì đôi khi ví dụ như bà già có chuyện gì thì mình ân hận không ấy được. Còn các bạn biết là ví dụ như là tôi liệt kê cho các bạn là tiền thì kiếm một tháng thì rất là nhiều. Ăn tiêu thì làm mẹ gì đâu. Xuống thì nó làm cái gì thì mình ăn cái ý. Tối này nó cắm cơm thì mình ăn cơm. Cơm thì thấy là cái gì không ngon thì mình cho quả trứng vào mình cho nước mắm vào xong mình quấy 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 quấy. Ăn ngon cực. Đấy là trứng gọi là tôi gọi là trứng chưng đấy. Một quả trứng thôi. Trứng thì 3.000 hay là cả cả nước mắm cả gia vị là 5.000. Là xong bữa. Thêm một bát gọi là cho vào bát ô tô như cái bát này này. Đây này. Với cái thìa. Đấy, thế này thôi. Ăn, chứ mình cũng không cần phải ăn đấy. Tôi bảo với anh em thì các anh em bảo là không tin. Nhưng tôi ăn thịt ba ba cũng như thịt lợn. Ông anh gắp cho mình thịt thử ăn xem có ngon không. Mình bảo thịt ngợn lợn này thì có cái gì đâu mà ngon. Ở đấy là thịt ba ba đấy. Thế ông anh cũng tiếc. Ông bảo mẹ từ sau mà có ba ba không không gọi mày ăn nữa. Tại mày ăn thịt lợn cũng à, thịt ba ba cũng như thịt lợn thì cái thứ nhất là mình không có cái mình gọi là mình không có cái sở thích ăn uống. Cho nên các ông ấy cứ bảo là thịt chuột ngon mấy thịt mèo ngon mấy thế nọ thế kia nhưng mà thực ra là đổi bữa thì ăn nó ấy thôi chứ còn không phải ngày nào cũng ăn. Cái nhu cầu hàng tháng của tôi nó cố định ở trong cái vấn đề là cà phê với thuốc lá G7 này. Một ngày kéo hết một hộp này. Một ngày hết một hộp này thì cái hộp này hình như là 40.000 hay hơn 40.000 này. Thuốc lá thì tầm hai bao Thăng Long này. Hết. Cơm nước thì ăn kiểu mẹ thì cũng được. Gói mì tôm cũng được. Không thì cái kiểu tôi là tôi kiểu uống nhiều cà phê quá cho nên cũng không không cảm giác ăn, không cảm giác thèm ăn. Mình ăn ít lắm, thật, tôi ăn ít. Cũng không có nhu cầu gì. Ông Huấn nó bảo là nó đi lấy ô tô, tôi bảo là đến mẹ đến bây giờ của tao, tao vẫn đi con Novo gia truyền màu của cất kia kìa. Được đứng tên chính thức là đứng tên hai thứ. Một là con Sirius biển 9799 ở trong nhà cũ của tôi kìa. Cái thứ hai là con Novo gia truyền màu cất, không đứng tên một cái gì. À bà già cái đợt mà bà già đòi quần đòi áo mà mẹ phi lên đê xong rồi nghĩ thế nào đi lên đê mình nghĩ thế là đấy là lấy vợ rồi đẻ con rồi nha, bà già đuổi mình vẫn đi xong mình nghĩ này, mẹ bây giờ đi đi xong rồi mấy hôm nữa lại về về xong bà già nữa hôm nào bà già lại đuổi mình lại đi tốt nhất từ bây giờ đéo đi đâu cả, bà già đuổi kệ bà già mình lên phòng mình ngủ thì ngủ lúc ấy có cảm giác ức chế nhưng mà mình biết là sau đấy thôi mới quán triệt là khi mà trong gia đình hay là vợ chồng nhà các bạn có xung đột đi tốt nhất bỏ đi một chỗ. Bạn mà không bỏ thì đối phương bỏ đi thì tốt. Nhưng các bạn càng đến gần là càng ức chế là lại cãi nhau to. Đấy còn đôi khi kể cái câu chuyện đấy là tôi không có lỗi trong cái việc ly hôn này thế nọ thế kia. Tôi cũng chả biết tôi có lỗi hay không. Nhưng mà nói chung là không có lỗi.
tôi chả thấy tôi đấy gì cả. Tôi đã rất là mềm mỏng để hàn gắn hai bên mới thế nọ thế kia, mà tâm nguyện của mình ấy là nhà làm gì có nhiều người đâu, tốt nhất là ở chung nhà xong rồi thế nọ thế kia. Như vậy sau là mua đất mua điếc các thứ ở ngoài này, mua đất xong rồi mới đi dội dị đấy chứ, đất xong ở đây rồi mới đi dị. Xong rồi nó ra tòa nó mà nó nhắn tin con cái Thủy ấy, nó là em chả xin anh cái gì, chỉ xin là công nợ không liên quan gì nhau. Bà già tôi với các em nó cứ nôi mình ra, kể cả anh em đang làm cây chung với các thứ này, biết cả cái Thủy cả tôi, thế là không được, phải đòi phải chia đôi tài sản chứ, công nợ phải chia đôi như thế sao này. Tôi còn mình nghĩ mình bảo là mẹ còn phải, mình còn cho được cả nghiện cơ mà, cho được cả trộm. Con thằng Hội ở trong làng này nó lấy trộm của tôi, nếu mà tính ra nó xong rồi nó lấy trộm một phần nha, xong rồi nó còn rủ cả những bọn nghiện khác nó đến lấy trộm mình. Xong rồi mình nghĩ là nó đang, vợ nó đang mang thai ấy, tòa án gọi mình lên mình bảo là tôi không đòi bồi thường bồi thiếc gì, nó đã khổ của mẹ nên mà nó cũng là kiểu anh em trong họ, nó là anh em trong họ nhá, nó gọi tôi là anh nhá. Mà rõ ràng là nó lấy trộm cây của tôi, nó nghiện. Công an mấy các thứ đi định giá cây là hình như là mình mất hàng tỷ bạc, nhưng mà con hàng Hội nó chỉ nhận nó lấy có mười mấy cây, định giá là 30 triệu hay bao nhiêu ấy. Nhưng tôi bảo tôi cho em, nó không cần em nó bồi thường thế nào. Tòa còn bảo là từ lúc tòa làm tòa này chưa thấy ai tốt như anh Tuân này cả. Đồng chí Hội gọi là bị cáo à, bị cáo Hội là cảm ơn anh Tuân đi nhỉ. Tôi thật, mình kiểu mình sống mình không ấy không. Mình thì nói chung là cũng cứ có tiền là lại chung đụng mấy anh em xong rồi thế nọ thế kia thế nè. Anh em cũng úp sọt mình nhiều, nhưng mà cái mất đi thì cũng chỉ là tiền thôi mà, có cái gì đâu. Tiền thì mình kiếm cũng thoải mái chứ không phải là phải so đo. Thế là cái câu chuyện mà ly hôn là đấy, xung khắc của bà già tôi với con Thủy. Thì cái lúc mà chia tay thì nói thật ra là lúc mà ly hôn ấy là nó từ tháng 5 của cách đây 2 năm thì là tôi mới bảo là cái lúc mà ly hôn ấy thì là mình, tôi nói thật ra lúc ấy là tôi không ấy một cái gì. Tôi nói thật là tôi không ly hôn, là tôi không yêu cầu tòa mấy cái gì. Thậm chí tòa khéo gọi mình đến lấy giấy, tôi chả biết là đã lên lấy giấy chưa. Hôm trước lên Ủy ban Nhân dân xã thì nó đang biện minh cái mẹ gì này. Biện mày biện minh làm gì, tao có nói sai đâu mà mày dùng cái link kia mày biện minh làm gì cho nó đau đầu sao. Người ta không hiểu rồi cái này, người ta này thành ra ấy. Còn tôi nói thật ra các ông nếu mà các ông nào theo dõi tôi đủ lâu là các ông thừa biết là tôi nói thật như thế nào. Tại vì sau cái vụ này tôi chả có cái vẹo gì mà để tôi lừa gạt hay là tôi chứng minh là tôi đúng hay tôi sai. Những cái gì mà tôi nói ra, nói thật ra là nó chắc chắn nên... Tức là theo như cái mà mình trải qua thôi. Còn có thể đằng sau mà hôm trước con cái Thủy tôi bảo là mẹ gặp thằng Huấn một cái là không chịu được áp lực, lại bảo là cái gì nhỉ, lại bảo là em không liên quan, do cái số kia nó liên quan gọi cho nó. Về sau nó bảo là con cái Thủy nó lên nó bảo là tại vì anh ấy cứ hỏi là mày bán cây tao bán nước hoa thì liên quan gì đến nhau mới thế nào, em có biết gì đâu mà thế này, em mới bảo anh Huấn anh ấy gọi cho anh. Mẹ cái lúc sóng gió thì cứ một mình đầu trâu đầu chó mình chịu. Thế là đôi khi là đang bị ảnh hưởng của nó cứ đi thanh minh nên mình lại đọc xem là nó nói cái gì. Nhưng mà đại ý là các bạn cũng không thể như tôi được. Khi ly hôn là chắc chắn các đồng chí là sẽ ra tòa là yêu cầu là tài sản là trước lúc ly hôn là hai vợ chồng không có cái gì. Bây giờ có mảnh đất, có nhà cái như thế này là phải chia đôi. Đấy, ví dụ như là cái nhà này ngày xưa là nó đại ý là nó khoảng tầm 20 triệu hay 30 triệu, bây giờ phải tầm 35 triệu. Nhà bao nhiêu mét vuông đây này. Thì là thường là kể cả anh em chúng nó cũng thế là không được tôi nạ. Phải ra tòa là lúc ấy tôi không minh mẫn. Bây giờ phải công nợ là phải chia đôi. Đấy, nhưng mà mình thì nói thật ra là cũng chắc cũng không ai như tôi. Đấy. Thế là tôi kể cả bà già, ông bà già không ấy được, bà già lại gọi cho mấy thằng cu em. Kể cả mấy anh em thế, tao nói mày không nghe. Thì xong rồi nhiều khi anh em nó nghĩ thế này này. Nó bảo là bây giờ mày không ấy thì mày không yêu cầu chia đôi hay thế nọ thế kia mà cho nó tất thì mai sau nó lấy chồng thì là do thằng của cái thằng chồng đứng sau ấy. Thế là mình, nhưng mà mình không ấy, mình nó bảo nói một câu cho hoặc là một câu không liên quan là không liên quan. Bản thân tôi cũng kiếm được tiền mà chứ có phải không kiếm đâu. Sau đấy là mấy năm, hình như là lúc ấy ở trong dịch ấy, sau dịch nhỉ? Chưa đến dịch.
Xong rồi cái đéo gì nhỉ? Đúng rồi, lúc ấy là dịch dịch, nhưng mà được cái là lúc ấy mình phát triển cái Facebook. Facebook thì lúc ấy nó phát triển nó kinh điển. Facebook đợt ý là các ông biết cái trang góp nhặt cát đá thì là lúc ấy cứ mỗi ngày mình đánh cờ thêm 200-300 người theo dõi mới, xong mua hàng mới phát triển cái gì ấy. Còn đây là tôi nói thật ra là nếu mà bình thường nhá, bình thường đến bây giờ là chưa có, tức là đã chia tay rồi, về đây là theo kiểu 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 không có ràng buộc gì. Nhưng mà tôi thì nếu mà như các anh em nó can ấy, nó bảo là kể cả bây giờ mà có về với nhau mà không có hôn nhân, hay kể cả bây giờ có hôn nhân thì là tài sản mấy cả tức là chia đôi hoặc là chia theo cổ phần đấy. Nhưng mà đến bây giờ tôi nói thật ra tôi không cầm tiền, bản thân tôi không cầm tiền, nhưng chẳng qua đang là các bạn đang ngồi tranh cãi với nó này, làm cái gì nó đang dùng nick kia nó biện hộ ai chả thế. Khi các bạn biện hộ là các bạn đang 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 cho là đúng, mà mày tới cái mồm mà ấy, tao nói sai đéo gì đâu mà cứ vào tranh cãi. Còn nói thật ra cho mọi người là đấy, nếu mà tôi nói thật cho mọi người này, nếu mà các bạn là đàn ông chắc chắn các bạn không làm như thế. Đến cả anh em chúng nó ở đây này, anh em chúng nó ở đây mà đến 10 thằng đàn ông thì 9 thằng đàn ông quản lý vợ bằng cái cách là tất cả tài sản là đứng tên các bạn hết. Đấy, để nó kể cả nó muốn có ly hôn này, nó muốn tách ra hoặc nó về nhà mẹ nó không dám về, về là ra đi tay trắng là đéo dám về. Nhưng tôi bảo là đôi khi là mình sống vì cái việc là mình bản thân mình tự bản thân mình có giá trị, có giá trị chứ không phải là tức là thu phục người khác bằng cái nhân tâm, chứ không phải là thu phục bằng tiền, níu kéo người khác bằng tiền. Đấy, níu kéo các bạn bằng cái lượt theo dõi, bằng cái cách là tôi phải ăn mặc đẹp, tôi phải như kiểu Lê Thẩm Dương hay thế nọ thế kia, đây tôi ăn mặc như thế này. Còn cái câu chuyện tôi nói thì thật ra đấy nó đang dùng nick khác của tôi để ấy đấy. Còn cái câu chuyện của tôi là nói chung nó lung lung tung lắm. Còn ông nào theo dõi cách đây lâu lâu ấy thì là tôi sẽ lúc ấy là nó xảy ra nó đồng thời. Như cái hôm nay có chuyện gì là tôi lại lên livestream tôi nói vào ngày, ví dụ như là buổi chiều có chuyện gì là tôi lên livestream tôi nói ở trên cái trang góp nhặt cá đá, không biết nó còn hay không. Đấy là nếu mà các bạn khác là đàn ông hoặc là trụ, gọi là trụ cột của gia đình ấy, thì sẽ kiểu là líu kéo hoặc là có cái chỗ đứng bằng cái cách là mình phải nắm giữ hoặc mình phải đứng tên trong tài sản để tạo ra giá trị. Nhưng mà tôi thì tôi không thế. Còn cho nên là đôi khi là mình cũng không biết là tương lai thế nào, 5 năm, 10 năm thế nào, nhưng mà tôi vẫn biết là mình vẫn phải cố gắng hàng ngày. Còn rõ ràng là tôi không phải dựa vào tiền hay đất cát hay là nhà cửa hay xe cộ để níu kéo ai hay thu phục ai. Tại vì cái nhu cầu của tôi thì nó giảm thiểu đến mức mà khéo các ông cũng chỉ như tôi là cùng. Ăn uống thì không cần, xe cộ cũng chả cần, quần áo cũng chả cần, mặc thế nào cũng được. Cái ngày thì cái mà mình bây giờ mình vẫn chưa bỏ được là cà phê và thuốc lá. Thì tôi bảo một ngày thì một hộp này 40.000, hai bao thuốc 60.000. Còn tiền thì có thể một tháng có thể 100-200 triệu nha, có thể một tháng kiếm được 100-200 triệu. Nếu mà nói thật ra nếu có chia đôi thì tôi cũng phải 50-70 triệu. Nếu mà tôi hứng lên tôi kiếm thì còn kinh nữa. Mà tôi mà theo kiểu bán mà bán mẹ nước hoa mà tầm 7.000, mà tầm 160 giờ là kiếm ác. Ngày tôi mà kiểu tôi các bạn theo dõi tôi là đủ biết. Nhiều khi tôi mà không, tôi thấy các bạn mà kiểu lôm côm là tôi còn đuổi đi ấy, tôi còn chặn ấy. Chứ còn nhiều khi là người ta không thế. Người ta làm mọi cách để các bạn đến với người ta, việc gì người ta phải chặn. Nên tính tôi thì nói chung là như các bạn biết là nhiều khi người ta theo dõi mình ấy. À, ông này ông bán hàng là ông không bao kèm nịnh đâu. Còn sau đấy thì tôi bảo là cái việc ly hôn ấy là nó do xung đột mẹ chồng nàng dâu, hoặc là tôi cũng chả biết. Nhưng cái đợt mà đợt ý là thế, đợt ý là tôi còn, tức là ly hôn xong ấy, xong rồi thấy nó cứ đi lang thang, nó đi con đưa con đi đi học mấy các thứ ấy. Thế là nhiều khi là các bạn sẽ biết là đôi khi các bạn ly hôn hay thế nọ thế kia là nghĩ là ngoại tình hay là nó có người thứ hai. Tôi sau khi ly hôn khoảng 1-2 tháng mình thấy nó mày ăn mặc trông như con dở hơi ấy. Đầu tóc thì nó trông còn nhuộm tha lộng thuộm, đợt đi nó còn mua cái xe đéo gì của cái con bạn 8 triệu con xe gì. Nhưng mà trông trông một người lắm. Nếu mà các bạn biết là nếu mà khi mà con gái hay đàn ông mà có dấu hiệu ngoại tình, đầu tiên là người ta sẽ để ý cái vẻ bề ngoài.
trang điểm rồi đầu tóc rồi xong rồi quần áo xong rồi phục sức, mặt mũi cái thứ này. Nhưng mà tôi thấy nó sau đấy là sau ly hôn khoảng mấy tháng ấy nhá, đã ly hôn rồi, ly hôn mấy tháng không 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 qua lại không ấy rồi. Nhưng được cái nhà này với cái nhà kia của tôi là nó gần khoảng tầm 500 mét thôi. Xong rồi thằng cu lớn nhà tôi, à thằng cu con nhà tôi là vẫn ở trong ý. Xong rồi đến cái thời điểm ấy hầu như còn bán cây tôi còn ngại, sợ là đụng chạm, tôi nó cũng bán là tôi cũng mình bán nào. Trên ý thì toàn anh em chung, mình còn ngại không muốn va chạm cơ. Nhưng mà tôi chỉ bảo lúc ấy tôi bảo mình chỉ quan sát nó khoảng mấy tháng. Nếu mà chuyện ly hôn mà nó liên quan đến vấn đề ngoại tình, hoặc tôi ngoại tình hoặc nó ngoại tình, thì là các bạn chỉ cần để ý khi các bạn cũng thế. Đôi khi là cái công sở thì nó khó. Nhưng bọn tôi làm tư, nhất là mình làm nông nghiệp này này. Ngày bình thường ăn mặc bừa bộn, mà từ lúc mà ly hôn với mình mà lại thấy là quần âu rồi áo sơ mi rồi đầu tóc rồi nhuộm tóc mấy thế nọ thế kia là mình cũng phải biết. Ồ thì anh em chúng nó từ lúc mà ly hôn xong, anh em chúng nó bắt, nhất là con thằng Lâm nào bắt mình thay đổi một loạt, cắt tóc này xong rồi mua quần áo này, mua dép. Mà đợt ý là nói thật ra là tôi có tiền, kiểu lúc ấy mình kiếm tiền đâu, mình còn chả biết dùng được việc gì, nào là đi mua giày. Con cái Thủy thì nó không thế, tại vì cái đất với cái nhà này vẫn còn nợ 200 triệu. Đây mẹ lúc ấy mình kiếm ác. Đợt nhất là đợt Facebook ấy, mình quay cái gì lên mà đợt ý, các ông biết là ở trên Facebook đợt ý là một video của tôi nó tầm 1 triệu, 1.4 triệu, tắt video đi là lên 1.4 triệu. Thế thằng bạn tôi nó mới bảo là cách đây 2 năm đấy, thằng bạn tôi mới bảo là bây giờ mày chỉ quay chụp thôi, mày chỉ có live stream lung nói lung tung thôi, nó trả mình 30 triệu một tháng ấy. Nên đợt đi kiếm tiền với một mình kiếm tiền chả biết nào dùng việc gì. À thế là mấy anh em chúng nó bắt là mua quần áo này, xong rồi mua giày dép này, tóc tai cái thứ. Định là mẹ, nhiều anh em chúng nó sẽ bảo như này này, ly hôn rồi mình phải để cho cái con, tức là để cho cái đối phương biết là tiếc ấy. Ly hôn rồi là phải có một đối tượng ngay. Tôi bảo như thế là mình nghĩ trong đầu ấy. Mình thế là mình bảo bạc tình bạc nghĩa. Bạc tình bạc nghĩa. Con ngày xưa là tôi có hai con chó là con Sù với con Nhăn. Bà già tôi thì nhà kiểu nhà phòng khám ấy, bà già tôi nhốt. Nhốt nó vào mình thấy thương, mình cứ thả ra. Thế là đến một lúc bà già tôi cú lên, bà già gọi mẹ thợ chó và bà già bạn. Bán nhưng mà mình thì không tỏ rõ cái thái độ buồn mấy cái thứ linh tinh ấy. Đấy là câu chuyện để tôi nói cho các bạn hiểu sâu. Thế là con cái Thủy nó về nó bảo là thế anh không buồn con Sù con Nhăn à? Mình bảo tao buồn tao lại bảo với mày. Tao buồn tao bảo mày. Trong khi anh em nó cứ xúi mình là mua giày, mua dép, mua quần, mua áo, ăn mặc trông như kiểu trai thế nọ thế kia ấy. Giới thiệu loạn lên. Giới thiệu hết đứa cháu loại, hết đứa cháu kia. Xong rồi anh em chúng nó bảo là trai mà bỏ vợ thì phải lấy đứa ngay đứa khác, hoặc tìm hiểu ngay đứa khác đi để cho nó, cho cái bên kia nó biết là mình có giá trị như nào, cho nó tiếc, cho nó thèm, cho thế nọ kia. Tôi bảo mẹ nói chung là mình cũng có vô tình vô nghĩa đến cái mức đi đâu. Nó nuôi con chó bị bán đi, xong rồi bà già úp úp thế nào, bà già bán mấy con chó mình còn buồn tới buồn nuôi, nhưng mà mình không khóc hoặc không tỏ ra cho mọi người biết là buồn. Thế nó bảo là con cái Thủy nó mới bảo là thế con Sù con Nhăn của anh bị bán, bị bà già bán anh không buồn à? Tôi bảo là thế buồn tao phải kể cho mày nghe. Đấy cho nên là anh em chúng nó sẽ có những cái ý. Còn tôi bảo với các bạn là chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề mà. Xong rồi con thằng Sơn ấy nó cũng gọi cho tôi, nó bảo là tao cũng vừa ly hôn vợ rồi. Xong rồi thế là mình mới bảo là dấu hiệu mà nó mà ngoại tình ấy, là ví dụ như là khi mà còn đang chung sống với mày mà chưa ly hôn ấy, thì mày sẽ thấy nó ăn mặc có thể là bình thường, không có một cái dấu hiệu nó thay đổi gì. Nhưng mà sau một thời gian mà từ lúc đi hôn mà phát là bắt đầu mày sẽ để ý thấy là, mà lúc mà nó ngoại tình thôi. Nếu mà bình thường, nếu mà trong gia đình các bạn mà vợ chồng đang yên ấm như này, chưa có dấu hiệu ngoại tình, thì ăn mặc thì vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà có dấu hiệu ngoại tình, các bạn sẽ thấy là cái người đàn ông ý hoặc cái người phụ nữ ấy bắt đầu để ý cái vẻ bề ngoài. Khi các bạn vẫn là vợ chồng ở trong cùng gia đình luôn nhá, nhưng mà tự nhiên thấy một cái dấu hiệu lạ là thay đổi quần áo này, đầu tóc này, trang phục này, móng tay, móng chân, rồi nước hoa, rồi quần áo áo. Nhưng mà các bạn cũng phải đặt một cái dấu là tại sao lại thay đổi như thế. Còn đôi khi là cái việc ngoại tình, cái mấy anh em chúng nó buồn cười lắm. Có cái thằng cu em mà đợt ý là mình đặt cho cái phần mềm nghe lén ấy.
Ông cu cậu giấu giấu nhá, nhắn tin điện thoại xong rồi đêm vẫn là nút điện thoại trong túi, xong ngủ vẫn là có điện thoại trong túi. Xong rồi nghe nghe đâu là đang ở đây phát là phải nghe vào trong nhà vệ sinh hoặc đi tít tận đường ngày kia mới nghe điện thoại. Thế tôi bảo là mẹ cái thằng ấy chắc chắn có điều gì nén nút. Thế con em tôi bảo là không biết là có ngoại tình hay không, anh đặt phần mềm nghe nén với thế nọ thế kia đấy. Còn cái chuyện mà mình quay lại thì thứ nhất là nói chung là con cái với cả các thứ ấy, nghĩ thương cho con cũng nghĩ nhiều lắm ấy. Anh cảm tưởng là lúc ấy nó cũng khổ, khổ tâm. Thứ nhất là nếu mà nói thật ra như con cái thủy này mà nó không nghe mình mà nó mua đất mà cách đây khoảng tầm 20 km ấy, thì chắc là ly hôn, tức là không gặp nhau đến bây giờ rồi. Nhưng mà vì là cái đất này thì ngày xưa tôi cũng hướng đến là mua gần ở đây để tôi còn để ý bà già tôi. Thế là để ý bà già tôi thì cái nhà này với cái nhà kia chỉ cách nhau 400-500 m thôi. Xong rồi con thằng Khang nhà tôi thì nó vẫn, tức là ly hôn thì là tôi với bà già nuôi nguyên, thằng Khang nó ở mấy cái thủy. Thì là nó đưa con nó thì vẫn đi qua cái nhà kia mới lên lớp này. Mình đi qua, nó đi qua thì mình ngồi trên gác hay là mình lúc nào mình ấy thì nó vẫn thấy nó ăn mặc xòe xòa. Nhưng mà ăn mặc như con dở hơi ấy. Thế mình bảo thế này không phải dấu hiệu ngoại tình với các thứ. Xong rồi nhà thì ở đây là còn nợ 200. Xong rồi tôi cũng không muốn con thằng Khang nó như thế. Xong rồi nghe những cái câu chuyện mà thằng Khang nó ở đây ấy, nó không có bạn bè gì, nó toàn sang bên kia kìa. Thế mình thấy thương. Mình thấy thương thật. Còn tôi thì tôi nói thật ra là mình bây giờ mình bảo là mình đi tán gái thì nó khó. Tán gái bây giờ mẹ các cháu bây giờ chỉ có kẹo mút với cả tà lằng. Bây giờ mình nói chuyện về đảng và nhà nước thì các cháu không hiểu, tán với mẹ là được. Bây giờ mà đi có tán thì cũng là cái kiểu mà đơn vị bên nữ thì cũng ly hôn. Nhưng anh em nó thì giới thiệu toàn thế nọ thế kia thôi, không biết có ẩm IC, tức là các bạn nữ ấy, bạn nữ mà các cái anh em nó giới thiệu ấy, cái em này em ấy cũng xinh cũng ngoan, nhưng mà không biết thế nào mà 30 tuổi rồi lại chưa có chồng. Chưa có chồng, tao cũng giới thiệu ác lắm, nhưng mà mình kiểu mình ngại. Thứ nhất là ngại, với cái thứ hai là các bạn cũng biết tôi cũng nói rồi, mình có phải là vật thể ngoài hành tinh đâu mà không có tình cảm. Hoặc đôi khi là nghĩ đến con cái mình cũng thấy thương. Thế là quay lại nhưng không có giấy tờ, không có kết hôn, không biết gì. Năm ngoái nó bảo là vợ chồng mình ra chụp ảnh cưới, mình bảo tao mày vợ chồng đéo đâu mà đi chụp ảnh cưới. Chính xác là tôi cũng không để ý là có giấy ở tòa là đã đồng thuận ly hôn hay thế nọ kia. Đợt tòa lên gọi tôi thế nọ thế kia thì tôi bảo nó thích làm thế nào thì làm, tôi chỉ ký vào cái công nợ không liên quan. Bà già mấy anh em chúng nó là ép mình phải làm, phải ra tòa lần nữa làm lại với thế nọ thế kia, xin tòa là chia đôi tài sản. Nhưng tôi bảo không. Đấy là lúc ấy là cái nhà này xong rồi, đất cát là xong rồi, chỉ một sau khi là năm trước nữa về đây là mua thêm cái mảnh đất này. Còn kiếm tiền thì nói chung là kiếm được, nhưng mà tôi cũng nói với các bạn là mình không có. Thứ nhất là nói cho mọi người là cái dấu hiệu để nhận biết ngoại tình. Đấy, dấu hiệu để nhận biết ngoại tình. Nhiều anh em chúng ta là đi Nhật đi nhiếp về, thế là vỡ lở ra là vợ ngoại tình với thế nọ kia. Thế là bà kia, cái bà mẹ chồng ấy cứ bảo nó ngoại tình lúc nào tao cũng không biết. Thế tôi bảo là chỉ đơn giản như trường hợp của cháu, khi mà nó có dấu hiệu ngoại tình là bà chỉ cần nhìn qua là bà biết là nó sẽ thay đổi từ bên ngoài. Xong rồi nó phởn, xong rồi gọi điện thoại là nó lén lén nút, nó đặt mật khẩu thế nọ thế kia, là bà biết bà trông con dâu thay cho con trai bà đang ở bên Nhật. Nhưng bà ấy không đủ cái sự tinh tế. Nó ăn mặc mà nó bình thường nó như thế này, tự nhiên nó thấy nó xịt nước hoa lồng lên, nó mua quần áo thường xuyên, xong nó hay nhìn gương nhìn nhiếc, xong rồi điện thoại thì nó cứ chạy nó tít tận 10-20 m. Đêm thì nó nhắn tin nó cứ cười hú lên thì bà cũng phải biết là nó thế nọ kia. Nhưng bà mẹ chồng nó không đủ sự tinh tế. Con đi Nhật về là vỡ lở ra là vợ nó nang chạ với mấy thằng đấy. Tức là tôi cũng bảo với các bạn là cái dấu hiệu ngoại tình, khi mà bên đàn ông hay bên đàn bà mà có dấu hiệu ngoại tình là bắt đầu lúc ấy các bạn sẽ thấy nó để ý cái vẻ bên ngoài, nước hoa, rồi có những cái dấu hiệu mà gọi điện thoại là phải chúc chúc chạy tút tút, tin nhắn thì có thể cứ cười khúc khích. Trong như thằng cu em tôi nó ngơ ngơ, mẹ đi ngủ là cũng phải đút mẹ túi ở đây. Điện thoại là đút vào túi, nằm là điện thoại không rời ra đấy. Thế là tôi bảo mẹ thằng này chắc chắn có dấu hiệu rồi, tao cài cho mày cái phần mềm cách đây mấy năm rồi, 4-5 năm rồi. Mình ở đây mình có những cái phần mềm mà cài để nghe lén với các thứ này. Cứ cái điện thoại đến là nó gửi về cái tin nhắn về điện thoại mình, tin nhắn này cuộc gọi với ghi âm các thứ này. Còn đấy thì là nói về cái cách quản lý con người hoặc thu phục con người hoặc cái đắc nhân tâm.
mà mình trải qua rồi. Chứ còn như anh em bình thường, nếu mà muốn giữ người hoặc là giữ vợ giữ chồng là thường muốn giữ tài sản. Nhưng mà tôi nói thật ra là tôi không nắm cái tài sản. Tôi nói thật, kể cả trước đây cũng thế. Trước đây mình khi mình mới mở vườn hay mình bán cái gì ấy, cái Thủy nó làm nhân viên ấy, ngày xưa tôi thuê, tôi bảo ngày tôi mở vườn đây tôi thuê 5-6 thằng thanh niên, 5-6 thằng thanh niên tầm 18-20 tuổi, mỗi tháng giả 5 triệu. Đó, rồi mãi về sau nó cái con cái Thủy nó bị đuổi ở công ty kia, thế nó về nó khóc thút thít, thế là tôi bảo là thế thì mày về đây mày quản lý với mày làm cái này với tao. Xong rồi lúc nó về được một thời gian thì đúng xảy ra vụ trộm ở vườn, trong công an nó không giải quyết. Hôm trước tôi mới bảo là tôi phi xuống tỉnh đấy. Lúc mà khởi nghiệp cũng nhiều cái gian truân, cũng nhiều cái ấy. Đúng vào cái thời điểm tôi mở vườn này, gia đình nó lục đục. Thế ông có ông Bom bảo may mà Tuân không điên là chú đã thấy hạnh phúc cho mày. Mà đầu óc lúc nào cũng phải loạn lên chuyện gia đình này, xong bên nội, bên ngoại, bên bà già này. Xong rồi về bà già lại lôi tôi xuống dây quê ngoại, quê đẻ của bà già. Các dì, các chú mấy các em lại thế nọ thế kia, về đéo biết nó bơm đẻo cái gì hay là thế nọ kia, về bên bố mẹ đẻ nó cứ bảo là lớn rồi đừng có nghe lời mẹ nữa mới thế nọ kia. Mình bảo nó chả nghe lời ai cả, chỉ nghe cái đúng thôi. Bây giờ gia đình nó mâu thuẫn như thế, thế là tôi bảo là mà đợt ý tại sao mình, nó thì nó cứ muốn ra ở riêng. Tôi bảo mình không ra ở riêng tại vì bà già như thế. Xong rồi nhất là cái đợt cái thời điểm mà cái thời điểm ấy là kiểu nghiện nó hoành hành ấy. Nhà mình thì ngay ngã tư, ngay ngã ba, ngã tư. Mà ngày xưa thì từ lúc ông già xong rồi về sau bà già là thay kiểu đêm xong rồi tầm 1-2 giờ nghiện nó cũng gọi điện, tức là nghiện nó gọi điện xong rồi mở cửa để nó mua xà lanh ấy. Các bạn biết là tôi về sau tôi bảo là lãi lời mẹ gì cái xà lanh mà nửa đêm 1-2 giờ cũng gọi, nghiện nó gọi cũng dậy xong rồi bán xà lanh cho nó. Nhớ có chuyện gì xảy ra. Cho nên nó nhiều khi nó mình thì vừa muốn chữ hiếu vừa muốn các thứ. Nếu phải các bạn mà cứ lấy vợ một phát mà vợ nó bảo ra ở riêng là ra ở riêng. Nhưng đặt cái hoàn cảnh của tôi là thứ nhất là phòng khám này, xong rồi nhà giữa ngã tư ở chỗ Thọ Bình ấy cả. Đấy, xong rồi nghiện nghiếc là tầm đêm ấy. Thế tôi mới kể là cái đợt ấy tôi ngồi trên này xong rồi ở dưới nó nghiện nghiếc các thứ, nó dùng súng nó bắn mèo ấy, nó bắt mèo ấy. Mình không yên tâm. Cho nên không dám ra không ra ở riêng. Ra ở riêng về sau là bà già ở cái nhà dưới, cái nhà trên này tôi với cái Thủy ở mà cuối cùng rửa bát rửa biếc đéo gì cũng xích mích. Tách ra ở ngoài thì mình không an tâm. Đấy, mình không an tâm. Mình không ấy, đến bây giờ là đành phải thế thôi đấy. Nhưng mà mình bảo là nó khó, chữ hiếu với cả thế nọ thế kia không thể chọn được. Còn mình đến mà nói đến cái giai đoạn mà tôi theo cái kiểu gọi là nửa lửa thiền sư như này còn không chịu được nữa thì các ông biết là đúng là cuộc đời là bể khổ chứ à. Còn thực ra nếu hôm nay mà nói mà nó không vào nó tranh cãi với các ông kia là tôi cũng thoải mái tôi nói. Nhưng mà tôi kiểu tôi không đọc ấy, xong rồi hai mấy ông lại cứ nói nhau nói nọ nói kia đôi khi các bạn không hiểu. Đâu thế nào? Dứa là hai người có người nhịn không thôi toang. Tôi nói thật tôi nhịn ác ấy chứ. Nói thật. Tôi là tôi nhịn ác đấy. Thế còn nếu mà nói bảo thật ra là như các bạn, cách quản lý các của tất cả các đàn ông, tôi nghĩ là đến 10 ông đến 9 ông sẽ quản lý bằng cái cách là cứ mua cái gì là bố mày phải đứng tên. Đấy, mua cái gì phải đứng tên. Nhưng tôi đây tôi có ấy đâu, tôi có đứng tên cái gì đâu. Tôi lại cứ nghĩ là mẹ đàn bà mà nó lại cứ được cầm tiền là nó nhịn in tim thít cơ. Nhưng mà đôi khi nhiều khi là nói thật ra là mình cũng không ấy được đâu. Và đến bây giờ nhiều khi vẫn cãi nhau. Thế là tôi bẻ bỏ mẹ lên trên này 3 ngày luôn. Đéo nói chuyện. Nếu nó lại lên nó lại làm nành. Không làm nành bố cho mẹ ăn nửa tháng. Không bố lại về bên kia. Mình nói chung là như Huấn là mình vẫn có giá trị lợi dụng không. Mình vẫn có giá trị lợi dụng. Mấy hôm nay từ lúc ông Huấn cứ đây cứ bảo mình anh đi bán cây với thế loại kia. Anh nói hay hơn người ta mới mua hàng. Chứ mình không nghĩ đến tiền đâu. Tôi thật. Các ông không biết là đấy. Cho nên đôi khi là tôi cũng bảo với các bạn, nhấn mạnh luôn. Sức mạnh rồi cái cách mà các bạn giữ người. Không phải ở cái việc các bạn đứng tên sổ mới đứng tên đất. Tôi đây là chả đứng tên cái mẹ. Con Novo của tôi còn đang hết điện, còn đéo dắt được cái con xin đỡ thì bà già đang cầm. Chứ mình đã đứng tên cái gì đâu. Nói thật, không đứng tên cái gì. Nhưng các bạn phải là người có giá trị từ cái vấn đề nhận thức, cái suy nghĩ, cái cách kiếm tiền, cái mối quan hệ.
Chứ còn ví dụ như là tiền là cái tài sản thì mình không có rồi, à, mình không đứng tên một cái gì. Có thể là ví dụ như các bạn thì bảo là bây giờ bảo người nọ người kia mà đưa cho 20-30 triệu là cũng khó. Nhưng bây giờ nếu nói chung là nếu mà bây giờ tôi từ lúc mà mình ấy ra nha, tôi chỉ bảo bà già thôi, bí đến mấy cũng không bảo anh em, bí đến mấy mình không bảo anh em. Bà già thì bây giờ ví dụ như là 100-200 triệu hay là bao nhiêu triệu thì bà già cũng đưa, bà già không nghĩ mình cờ bạc hay thế nọ kia đâu. Nhưng mà lâu lâu rồi, cũng lâu lắm rồi, từ cái đợt mà cái đất này thì cái đợt ấy là nợ 200 triệu, à mua cái đất kia là năm ngoái, tôi mới bảo bà già là còn thiếu 150. À, bà già xem có vay ở đâu 150 không. Bà già bảo vừa bán ruộng của mày thế này được 150 đây này, mày bảo em gái mày chuyển cho. Thế là mày ấy như, thực ra là bây giờ mình nói thật ra là tôi không như các ông đang nhà người xem, các bạn phải vay anh em mới vay thế nọ thế kia, nhưng mà mình không thiếu chỗ vay, thật không thiếu chỗ vay, nhưng mà thường là anh em bạn bè là tôi sẽ không vay, chỉ bảo bà già thôi. 300-400 triệu hay 500 triệu. Đợt mà sau một đêm cách đây khoảng cũng phải gần chục năm mà nhỉ, thằng em Minh ấy, một đêm thì tôi mất 400 triệu tiền bóng. Tôi hôm sau tôi bảo bà già là xem bà vay ở đâu được 400, hôm qua thua bóng. Xong rồi hôm ấy mình mới phi thẳng xuống tỉnh đấy, cái đêm 10 năm rồi, 400 triệu cái đêm 10 năm các bạn, hơn 400, chuyển đủ cho thằng em Minh rồi, 400 triệu thì 10 năm rồi ấy. Từ cái đợt tôi mở vườn ấy xong bị mất trộm ấy, phải 10 năm. Đợt ấy là đợt cá độ bóng đá cuối cùng đấy, đợt ấy cá bóng đá cuối cùng ấy. Thì tôi bảo là không có cái gì, tôi không ấy mà. Hôm nào lại nói cho mọi người là cái mà cái cách mà bây giờ giáo hội Phật giáo mình là cho những đứa trẻ mà tu từ bé ấy, hoặc 15, 16 tuổi bắt đầu tu xong mai sau trụ trì hoặc thế nọ kia ấy. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao là cái người ta đã va chạm cuộc sống rồi, người ta đi tu, người ta vướng vào hết cái cờ bạc rượu chè, nghiện ngập, thậm chí nghiện ngập luôn. Những cái ông nào mà đang nghiện rồi ông ấy bỏ lại xong rồi ông đi tu là khó mà ông ấy nghiện lại được. Tại vì người ta muốn là từ bỏ cái vấn đề để nghiện thì người ta phải, thứ nhất là phải cái nội lực của bản thân, xong rồi nếu nội lực không đủ thì phải tách cái môi trường ấy đi. Chứ mà bây giờ ở cái xóm này mà đã nghiện rồi mà vẫn ở xóm này thì khó mà từ bỏ được việc nghiện. Bạn có thể cai nghiện nhưng mà vẫn cái môi trường ý vẫn là những thằng nghiện xung quanh các bạn, nó kiểu gì nó cũng vào, nó cũng rủ các bạn. Nếu bây giờ mà các bạn muốn không nghiện nữa mà muốn cai nghiện ở bản thân các bạn, tức là cái tôi của các bạn, cái nội lực bên trong các bạn phải quyết tâm bỏ nghiện. Cái thứ hai là đôi khi phải chuyển đi nơi khác để tránh xa cái môi trường đang nghiện ngập này. Những con nghiện khác là nó vẫn cứ bạn đấy, là nó lại rủ các bạn nghiện lại, tái nghiện ngay. Nó muốn bây giờ bố mẹ nào đang có con cái nghiện ấy thì nghe tôi, là thứ nhất là tách môi trường cho con khỏi cái môi trường nó đang nghiện quen như thế này. Cái thứ hai là phải tự bản thân cái các cái con nghiện người ta muốn là bỏ cái việc nghiện đi. Thế mình thực ra mình không nghiện nhưng phải biết cái ý. Thứ nhất là trong bản thân con người, cái thứ hai là cái môi trường nó tác động nữa. Nói vào bơm cho bà thì vừa rồi nói còn gì nữa. Tại vì các bạn chỗ này thì các bạn không hiểu là đôi khi là đưa cho bà thì các thủy là, tức là bà thì bà cũng không có thiếu tiền đâu. Bà bây giờ bà già tôi trong kia cũng không thiếu tiền. Bà già vừa năm ngoái hay năm kia bà già bán cái mảnh đất trên Hà Nội còn tỷ mấy mà. Bán cái mảnh đất trên Hà Nội chỗ Long Biên còn tỷ mấy, mua cái đây hơn chục năm, đợt đi tỷ 6-50 rồi, 50 cây vàng. Bà già thiếu tiền đâu, vừa rồi còn bán ruộng bán riếc này xong rồi bà già cho vay 150 triệu, con cái thủy còn trả cả lãi 165 triệu. Nhưng mà bây giờ là cái việc mà ví dụ như là như tôi bảo với các bạn ấy, mai sau khi mà tôi có hai đứa con với cả hai con trai này, mai sau nó có vợ ấy, rồi nó có cháu, mình có cho đứa nào thì gọi vào họp gia đình. Thế đây là có mặt cả hai con với cả con dâu, con ấy đây, con hai đứa con dâu đây, cháu đây, bây giờ là tao cho anh nó cần mở cửa hàng hay là mở cái gì đấy là cho tuần này đấy, còn cho cái này thì mai sau thì bố giữ cho con, hoặc là đấy là cho anh nó như thế này, thế là các con nhớ và mai sau thì con cũng được như thế này đấy, là cho ai thì là họp gia đình thì cho nó đỡ tị. Còn đôi khi là bà già tôi thì ở một mình, nhưng đôi khi là có những cái mà ví dụ như là bà già tôi bây giờ có tuổi ấy,
Rồi bà già tôi cũng cũng dễ tính. Cứ có tiền là cho vay. Cho vay xong rồi cũng chả biết là có đòi được hay không. Đấy là nói thật. Còn bà già thì mình cũng bảo rồi, bây giờ tiền nong các thứ bà cũng đầy đấy thì bà nghỉ đi, xong bà đi đâu bà thích đi đâu bà đi, thích cái gì, nhưng mà bà vẫn muốn kiếm tiền. Vẫn muốn phi kiếm tiền và phụng sự các con, gọi là không phải bây giờ không bán xa lanh các thứ đâu, tôi cũng chả biết có bán xa lanh nước cất cho bọn nghiện hay không, nhưng mà vẫn muốn là bán thuốc với cứu người với thế loại kia. Bà có đi đâu đâu, chỉ đưa hai thằng cu con nó đi học với thế loại kia cũng bận đấy, nhà có thằng lớn nó ở đấy thì bà lại nấu cơm. Còn nói chung là đặt vào cái hoàn cảnh là đôi khi là kiểu mình thì mình không ấy đâu, nhưng mà đôi khi ví dụ như này, cái Thủy nó ấy ấy cũng giỏi mà, bà già cũng ấy mà, bây giờ bà già vẫn kiếm tiền ác, không không phải ỷ lại vào đâu cả, nương hưu nữa rồi bán thuốc nữa, xong rồi chả biết là có gửi tiết kiệm hay là nợ lần như gì tôi không biết. Kể cả mai sau ví dụ như là bà lúc mà bà nằm đấy bà bảo là tao còn nợ 3 tỷ nữa, tuần này trả nợ cho bà đi thì cũng trả ra chứ có gì đâu. 3 tỷ rồi con mẹ quay ra bán nước hoa như thằng Huấn thì một năm cũng trả 3 tỷ cho bà chứ có cái gì đâu. Không thì nói thật ra là các cái khoản nợ của bà ấy, bà mai sau bà chỉ cần bảo đấy là mẹ quên mất, bây giờ mẹ nằm giường đây thì tuần này mày cái chủ nợ này thế nọ kia tôi ký vào cái giấy luôn. À mẹ tôi nợ bà 3 tỷ thì tôi xin nhận cái khoản nợ này, bao giờ tôi trả cho bà. Tiền bây giờ thì có cái gì đâu. Đấy là còn nói chung là hôm nay chỉ kể mơ mơ màng màng cho các bạn thế thôi, chứ còn hôm nay cái tại con dở hơi cái nó xem ra nó cứ ngồi. Nó cứ ngồi nó giải thích cái thế nọ thế kia là mình không tập trung. Chứ ngồi kể cho mọi người thì nói chung là cũng trải qua cũng nhiều. Hôm nay thì nó tóm gạn gọn cho mọi người là đôi khi là nói chung là như cái cách giải quyết của tôi với cả cái cách mà mình tiếp xúc với cuộc sống, mình nghĩ gì về cuộc sống thì chắc là ít ít người làm được. Nếu các bạn là đàn ông các thứ thì nói thật ra là như anh em nó thôi, 10 thằng thì đến 9 thằng giữ vợ hoặc là coi mình là ấy. Đấy là nói thật ra là đàn ông ở Hưng Yên hoặc ở quê tôi là như thế, còn trên thành phố tôi không biết thế nào, chắc lại vợ lại đứng tên. Vợ nhưng mà vợ lại đứng tên trên tài sản hay thế loại kia, hoặc ai đứng tên được nhưng mà mai sau ra tòa thì mọi người sẽ công nợ chia đôi. Nhưng mà thường ở đây là anh em chúng nó vẫn là cái thế hệ của bọn tôi ấy, tám mấy trở về trước ấy, anh em chúng nó sẽ líu kéo con vợ bằng cái cách là bố mày sẽ đứng tên hết, không cho mày đứng tên một cái gì cả, mày ra đi thì chỉ có tay trắng mà đi thôi. Kiểu vậy. Nó muốn là anh em chúng nó muốn là mình chỉ tầm này thì vợ nó phải ở với tầng dưới. Ví dụ như là thằng chồng nó tầm này, nắm hết cả sổ đỏ, sổ điếc đứng tên. Vợ nó chỉ tầm này thôi, không cho phép vợ nó phát triển hơn. Các bạn hình dung là không cho phép con vợ nó phát triển hơn. Tao vẫn phải nắm sổ đỏ các thứ và tao thông minh hơn mày, tao giữ sổ đỏ. Mày chỉ có đem nhà nội trợ thôi. Bây giờ chỉ cần bảo là em không ấy được, em không ở nhà em nội trợ được, em muốn đi làm công ty cơ, xong em muốn mở cửa hàng cơ, là các bạn đang định nhích nhích để lên cao thằng chồng đẻ. Cút, thế thì cút. Sổ đỏ, sổ điếc bố mày cầm hết rồi, đi ra đi tay trắng đi. Thế là không dám đi. Nó bao giờ cũng thế, anh em chúng nó muốn là vợ là phải nghe đấy, và làm cái gì là phải xin phép. Còn bây giờ đôi khi là tôi nói thật ra là tôi cũng muốn là ai đấy ở bên mình hoặc là các thứ là cái khả năng mà người ta tự học và người ta phát triển. Người ta phát triển hơn mình thì càng tốt. Đôi khi hôm trước mấy anh em làm nhà may với các thứ ấy, cái đơn vị là quần áo ông NDN này, ông bảo anh được cái là anh lại khác các bạn khác, là cái gì anh cũng chia sẻ mà chia sẻ thật. Và tôi bây giờ tôi chia sẻ hết cho các bạn thì lại là cái động lực mà tôi về tôi này chia sẻ rồi thì tôi lại phải tìm kiến thức khác, tôi đọc những kiến thức khác và tôi đào sâu những kiến thức khác để tôi lại phải phát triển tôi lên. Chứ tôi y ỉ theo cái kiểu là tôi biết như này nhưng tôi không nói cho các ông đâu. Bỏ tiền thì tôi mới nói. Còn tôi chỉ nói cho các ông cái mà ai cũng biết. Và ngồi thì chỉ bán nước hoa thôi. Bố mày đéo nói cho chúng mày biết cái gì cả. Về kiến thức, về cái thứ thi thoảng tao mới mồi ra một câu. Nhưng mà tôi nói thật ra là các bạn hỏi cái gì mà tôi có những cái gì mà tôi chia sẻ thật. Chia sẻ xong hết thì là tôi lại phải có nhu cầu tôi lại đọc, tôi đào sâu, tôi nghiên cứu, tôi lại cao hơn. Để tôi lại chia sẻ tiếp. Chia sẻ cho các bạn này làm một cái bước để tôi lại phải phát triển lên. Chứ không ý là bố mày biết thế này, bố mày không nói cho chúng mày biết đâu. Nói hết thì lần sau tao nói bằng cái gì? Tao bắn nước hoa thôi, thi thoảng bố mày mồi ra một cái câu đạo lý tao vừa cóp nhặt ở đâu thôi.
Đấy, tao vừa đọc được ở đâu xong rồi tao ấy ấy tao đạo tí văn tao xào xào lên tao nói cho chúng mày. Tao không nói gì về chia sẻ về cuộc sống hay các thứ đâu. Chia sẻ lần sau hết chuyện à? Nhưng mà tôi chia sẻ cho các bạn thì tôi lại có động lực là tôi phải cố gắng mà đi lên. Không sợ một đến một mức nào đó mà chia sẻ cho các bạn hết thì tôi hết chuyện tôi nói. Đấy, nhưng mà hôm nay tại bon quá. Kể cho mọi người thì hình như là tháng tháng 5, năm năm kia đấy, năm kia đấy. Cú con này là tôi là lớp 2, thằng lớn thì lớp 4. Nói chung là cuộc sống thì nó cũng đơn giản đấy mà. Nếu mà còn duyên thì vẫn còn ở với nhau. Còn hết duyên thì nói thật ra lúc ấy nhìn thấy nhau nó cũng ghét. Các ông cũng thế. Bây giờ là các bạn vẫn còn duyên với tôi thì nhìn tôi vẫn là mẹ ban đầu thì chửi nghiện môi thâm. Đến một giai đoạn này bảo là ông này cười, anh cười duyên. Trông đẹp trai cái loại kia. Nhưng đến khi hết duyên rồi thì nói thật ra tôi có nói giời nói biển các bạn cũng sẽ lánh tôi rồi. Đấy, và khi mà tôi chia sẻ cho các bạn như thế này thì tôi cũng là cái động lực mà tôi cũng càng phải phát triển hơn. Phát gì? Bây giờ là 22 giờ 12 thì bảo phát lại. Phát lại. Còn nói chung là đôi khi thì trong cuộc sống cũng thế. Các bạn phải đứng trên nhiều cái góc. Tôi nói thì nói thật ra là trong cái phương diện của tôi thì tôi chả bao giờ tôi giấu các ông làm gì. Nói tốt với tôi làm cái gì. Đôi khi là cái việc mà tốt quá nó cũng không tốt. Ngày xưa cũng thế, ngày xưa mình còn bé, mình thấy bà già tốt, bà già giúp người nọ người kia. Mình có cái tâm gọi tâm tị nạnh, tâm tâm kiểu tâm ấy ấy, nó không được thoải mái. Thế chả biết nói thế có đúng hay không, nhưng mà đôi khi là mình như thế này là anh em với các thứ thì thấy mình ở thoải mái với các thứ. Đôi khi người thân của mình lại thấy mà mẹ. Đâu sao nó hiện phiên nai này phát lại nhỉ? Không phải nó ở cái kiểu nó nhìn cái cách ăn mặc với cái thứ này nó nghĩ là phát lại. Bây giờ nó đang 22 giờ 13 đây này. Giờ đang 225 người xem đây này. 9,4k thích kìa. Hôm nay nói thì nói chung là kiểu cái mà cái chuyện này nó xảy ra tận mấy năm rồi. Chẳng qua ở trên TikTok thì bây giờ anh em mới biết chứ còn các anh em Facebook nó người ta theo dõi tôi 5 6 năm nay bao nhiêu năm này là gì nó chẳng biết. Còn cái mà con người tôi ấy, con người tôi mấy cái nhận thức ấy, được cái là mình học xong mình hành, tức là những cái gì mình đã trải qua xong mình áp dụng vào cuộc sống. Tôi thấy thế là bây giờ đến bây giờ kể cả mình không không quan tâm là tiền bạc xong rồi mình bây giờ nha, ngày xưa nha, lúc tầm 2 năm nay rồi đâu cái tài khoản ngân hàng rồi, ngày xưa nha, ngày xưa ví dụ cách đây 2 năm còn tôi còn giữ thẻ ngân hàng với tài khoản nha. 2 năm nay là tôi không dùng thẻ rồi. Tiền thì tôi có nói với các bạn ở trong này toàn 1.000 với 2.000 ấy. Bây giờ mà mình kiểu nó mà đi đâu mà nó không cầm tiền mặt là đi ra kia mua chịu. Xong rồi tối mày mang tiền rồi mày giả người ta. Cà phê với thuốc lá chỉ có mua bọn dở hơi thôi mà. Chứ có dùng cái tiền đâu. Ô tô tiếc thì như con Huấn là mua ô tô bao nhiêu tỷ mình mà. Mày à đến bây giờ tao vẫn nô vô màu của cất kìa kìa. Đi ô tô như hôm vừa rồi say xe bó mẹ lên. Thế mà chúng nó không đi ô tô được. Mình ra ngoài đường cứ hoảng sơn ái là cái ô tô kia bao tiền. Tiêu kia cái 4 tỷ, 5 tỷ đấy. Ô tô hôm thằng Huấn là mua mới cái ông chục tỷ đấy. Mình bảo không biết đi, mẹ mày đi cái ô tô chục tỷ vẫn say xe. Nhưng bố mày đây này bố ghét ô tô kích lên. Đi ô tô mệt. À, chỗ cái cầu gì đấy. Nó đi có một cây mà cuối cùng nó mệt. Có được rồi cho mọi người nghỉ nha. Để hôm sau thì ấy nha. Ông Tuân nói gì để vợ cho về lại chỉ tôi với. Nếu mà nói thật ra là bạn là người phải bạn, các bạn phải là người có giá trị. Bạn phải là người có giá trị. Tôi đấy là tôi chia sẻ thật. Nếu các bạn muốn níu kéo một mối quan hệ gì thì bạn phải là người có giá trị. Kể cả bạn tạo ra cái mối quan hệ. Còn nếu không thì nó lại là cái mối quan hệ bạn nhậu, bạn thịt rượu. Bạn phải là có mối quan, bạn phải có giá trị. Giá trị thì theo như tôi nói thì vẫn phải đi lên từ nội lực, đóng góp cho xã hội. Thì cái tiền bạc rồi người theo dõi nó lại chỉ là cái quả sau đấy nó đến. Còn nếu mà các bạn ép người ta bằng cái việc là vũ lực hoặc là thế nọ thế kia thì nó không bền. Tôi nói thật. Các ông nhìn tôi xong rồi mấy thằng nhoi nhoai hoặc là các bạn không hiểu hết các bạn bảo mẹ ông này cục lắm ấy gia trưởng rồi thế nọ kia, tôi nói thật là tôi không, tôi chắc là có phải bao nhiêu năm rồi tôi đánh nó ấy, chứ có phải là đánh chứ cơm bữa hoặc tuần 2 tuần ấy đâu.
Còn để mà các mối quan hệ hoặc là cuộc sống của các bạn tự tại với thế nọ thế kia, nó vẫn bắt đầu từ nội lực, đi lên từ trong tí trí tuệ. Các bạn đọc nhiều, xong rồi học hành là các bạn có kiến thức. Có kiến thức rồi thì tiền nó tự đến, người theo dõi nó tự đến. Đấy. Còn đến một giai đoạn nào đấy các bạn hiểu về những cái vấn đề ấy, thì nói thật ra là cái việc mà cái sự hiểu biết với cả kiến thức các thứ là nó tự nó đi lên. Đến bây giờ ví dụ như bảo tôi mà bây giờ xem livestream của Huấn là tôi không chịu đâu à. Huấn bây giờ mà bảo tôi xem livestream của nó kéo nó phải trả tôi 500 nghìn một tiếng. Nó lúc ấy cần gì cái tiền của Huấn. Nhưng đây các bạn có thể xem livestream của bất kỳ ai, kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ. Và ai can không được. Các bạn biện minh là đấy là giải trí, những cái giây phút giải trí. Tôi thì tôi không thế. Đơn giản một ngày của tôi là tôi tìm những cái kiến thức mà tôi đang hỏng, tôi muốn đào sâu. Tôi nghe, tôi xem và tôi ngồi tôi nghiền nghiền ngẫm. Tôi có suy nghĩ. Đấy ví dụ như cái cách mà các bạn quan sát xem là cái đối phương kia có phải ngoại tình hay không, hay là nó mình với nó ly hôn là tại vì lý do gì. Mà có những thời gian các bạn quán chiếu chứ, nghe người nọ người kia bảo chắc là nó có ngoại tình, xong rồi nó vừa mới đi đâu, xong rồi nó thay đổi quần áo như này. Đôi khi là do đây như anh em nó bắt tôi về phải thay đổi quần áo với cả đi giày đi dép đi cho nó lịch sự để còn cua đứa nọ đứa kia, xong đôi khi này mình phải ăn mặc như thế để cua ngay cái đứa kia để tỏ ra là mình có giá trị cho con kia nó thèm chơi, nó tức điên lên cho chơi. Mình thì mình không làm thế nhưng mà mình có thể ấy, nói chung là dài lắm. Chuyện nó dài cũng xảy ra mấy năm nay rồi. Mai anh ra quay cây kia Dũng thì mấy hôm nay cứ bảo cái gì nhỉ. Như bạn kia bạn bảo là nói với cả cái Thủy là phải ra ở riêng mới ok, nhưng mà kiểu mình nói thật ra phải đặt vào cái địa vị của tôi, địa vị của tôi thì đấy là nói thật ra là bị sức ép từ ba bốn bên ấy. Một là ví dụ như bà già bảo mày chỉ sống vì cái lồn bà già đẻ ra thôi ấy. Các bên ngoại của bà già thì cứ vẫn cứ bảo tôi sống vì cái lồn. Mày chỉ sống vì cái lồn này. Mày chỉ nghe vào lời vợ thôi. Về bên ngoại với cả giữa mặt con cái Thủy thì này, đấy anh chỉ nghe lời mẹ mới thế nọ thế kia. Còn ra ở riêng thì cái hiếu của tôi thì nói chung là mình nó cũng không cái thời điểm mà ở chung ấy thì tôi thấy là lúc ấy là mình ấy nhất. Có vấn đề gì bà xảy ra mới cả ăn cơm ăn kiếp mình quan sát từng lúc từng giây từng phút được. Nhưng mà đi ra ngoài này một phát là tôi thấy là tôi không không ấy. Cho nên mấy ông chú ông chiêu bảo ví dụ như mình quan hệ xã hội kém hoặc là mình giỗ Tết mình không để ý hoặc là nhà lọ nhà kia rồi cưới đứa em mình không ra là lúc nào ở trong tâm tôi là nó bị có một cái gọi là cái trở ngại. Là đấy mẹ ở kia xong rồi để mẹ ở một mình xong rồi thế nọ thế kia. Nó có một cái tâm cái rào cản là mình ngại ngại tiếp xúc tại gia đình mình nó không được đẹp son phấn như các gia đình khác. Còn làm sao mà chọn giữa cái việc hiếu bây giờ, làm sao mà trọn vẹn cái việc hiếu bây giờ, như các bạn trẻ hoặc là như kiểu các bạn ấy thì bảo là ra ở riêng thế nào ok nhất như thế nọ thế kia. Nhưng tại sao bao nhiêu năm ấy tôi cũng không đồng tình ở cái việc ấy, nói thật tôi nói thật. Kể cả mẹ có nói gì nha, tôi vẫn thích ở cùng luôn. Chửi thôi, tôi lên phòng tôi ngồi tôi chơi. Lên phòng tôi nghiền ngẫm. Nhưng mà kiểu các bạn có vợ hoặc là vợ nó sẽ muốn là ra ở riêng cho thoải mái nhất. Mình kể cả bà già có ấy thế nào nhưng mà mình cũng thích ở gần. Thích ở gần. Nhưng mà ở đây thì nói chung là từ đây mới trong nhà kia nó chỉ mấy trăm mét, 300-400 mét, 400-500 mét thì nó vẫn đỡ hơn các bạn. Các bạn mà ở cách mà bà già thì có mỗi mình. May là bây giờ còn có thêm một Nguyên nó ở cùng bà. Nhưng mà nếu mà tách ra mà ở cách đây 20 cây nữa là nó khó. Mày à tuần tiếc về hoặc tháng tiếc về xong rồi lướt qua xong rồi gia đình nó lại không thuận như 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 đến bây giờ nó 2-3 năm này cũng đã thuận đầu. Tết nhất là mình tôi mới bảo các bạn ấy đôi khi là đến bây giờ mình tự kỷ. Từ 28 Tết hay 5 Tết hay 3 Tết là tôi đã tắt điện thoại tôi ở mình. Đôi khi là gặp chú gặp chiếc cái thứ là có những cái rào cản mà ngại vô hình. Tại vì mình không không ở cùng bà xong rồi mình không ấy thế nọ thế kia ấy. Đéo biết cái tính của người tôi nữa chứ còn các ông theo cái kiểu gọi là sống kiểu nó thoáng đãng ấy, sống kiểu nó không bị những cái dằn vặt bên trong ấy thì có lẽ là mọi người sẽ hớn hở cười nói phớn phở thôi, nhưng đôi khi là có những cái nó ở bên trong mình thế là thành ra những cái nó mình không thoải mái.
Tôi vẫn cố gắng ấy chứ, vẫn phải cố gắng bao nhiêu năm ấy chứ. Con cái rồi, nhiều khi là con cái đó mình cũng tác động đến dần dần. Chửi Tiến Bịp chửi nó làm gì? Huấn thì tôi nói thật ra là các ông cứ bảo là tôi chửi Huấn, nhưng thực ra tôi có chửi nó đâu. Từ đầu đến cuối các ông thấy tôi chửi nó cái gì? Mẹ có phải là giang hồ mõm không chửi bới lung tung đâu. Mình dù gì là kể cả có nghiện đi, nghiện đây là nghiện tri thức đây này. Ê, các ông xem mà xem tôi chưa chửi thằng Tiến này đờ mờ đít mẹ đít trai thế nọ thế kia, không xúc phạm nó luôn nhá. Chỉ nói về cái sản phẩm của nó thôi nhá. Và tại sao mà nói sản phẩm của nó, đây là cái nghi ngờ. Chứ tôi mà bảo nước hoa của nó là cái loại 5.000 hay 7.000 xong nó bán trăm mấy thì khéo nó bế tôi lên phường đâu. Mình đã bảo là mình nói về cái thị trường nước hoa thì mình cứ tóm cái thằng đầu xin rồi. Chứ còn nói thật ra là các ông hơi nhầm. Hôm ấy thằng Tiến nó lên báo với các thứ là nó đã bảo là tôi thách thức nó, tôi chưa thách thức ai. Cái thứ hai là tôi không chửi ai. Giờ hơi ở mình bây giờ mình chửi. Tôi bây giờ ngời ngời cái này, việc làm việc biết đầy cái này, câu view câu viết để làm cái gì. Đôi khi tại sao mà các bạn thấy tôi ít live stream? Tại vì tôi nghĩ là bây giờ fan toàn fan Huấn nó xem ấy thì tôi live stream để ảnh hưởng cái thế hệ à. Còn hôm nay đấy là hỏi đáp thì các bạn ấy hỏi về cái vấn đề các cái thứ thì nói chung là các cái trong gia đình ấy. Bây giờ nó cũng khá, nói chung là nó để ổn định như bình thường thì không ổn định. Tại vì trong cuộc sống thì tôi còn nói gọn cho các bạn là sống trên đời là bể khổ rồi. Các bạn không khổ kiểu này thì khổ kiểu khác. Được cái thì nói thật ra là về vấn đề tài chính này, nhà cửa rồi con cái với các thứ thì mình thuận. Không bị các cái ấy. Có những cái mà nó bị những cái ý, có mấy năm nay nó bị cái ý rồi. Đấy, đánh cờ hơi bị đỉnh đấy. Anh bỏ thuốc lá đi. Mà bây giờ tôi đã nói thật ra cho các bạn như này này. Không phải là tôi chưa từng có ý định bỏ thuốc lá. Cách đây 3 năm, không, 5 năm ấy nhỉ. À không, lúc mà có con thằng này nó đẻ này. Cái đợt ý là tức là cái đợt ý là tôi kiếm tiền thì nó cũng mới bắt đầu. Có những hôm mà mẹ ngại này hoặc là không có tiền này, mua thì mua thuốc là toàn mua cả cây chứ mua có bao không đâu. Thế là đợt ý cũng có ý định là bỏ thuốc lá. À, bỏ thuốc lá xong rồi nó thèm quá. Nửa đêm mới cả lúc thèm toàn đi bới cái top thuốc rồi. Cái top ấy, đây này, kiểu này này. Ông nào mà đêm mấy các thứ mà lúc mà ấy là toàn đi tìm cái này này. Đấy, đi tìm cái này. Thế là bỏ thuốc. Không mày sao mình bỏ thuốc là mình lại uống cà phê mà. Mẹ thế thì thuốc bỏ thuốc bây giờ đi uống cà phê thì có tác dụng gì nhỉ? Không mà đến lúc mà mình lại cũng để định bỏ cả cà phê. Không bảo là thế bỏ thuốc bỏ cà phê thì sống có ý nghĩa gì nhỉ? Thật, đôi khi là trong cuộc sống các bạn không thể bỏ tất cả được. Đôi khi là bây giờ còn mỗi hai cái nghiện ý. Mà thực ra cái thuốc này đôi khi nó thành thói quen. Tôi nói thật là nhiều khi là tôi suy nghĩ cái lúc mà bỏ thuốc bỏ cà phê ấy. Có những hôm mà tối đêm đêm ấy, hết thuốc ấy. Toàn đi bới những cái top còn ngắn hơn thế này này. Ngắn hơn thế này. Nhưng mà đến bây giờ là rút kinh nghiệm rồi, toàn mua cả cây. Mua cây, gần đây này, mua cả cây. Cây cà phê thì rất là nhiều, đằng sau các ông còn mấy hộp. Em mua cả cây này. Đấy, quay lên cho các bạn ấy, không tí nữa nó lại bảo là thuốc lá với các thứ nhiều lắm. Còn cái đợt bỏ thuốc là đêm thèm là toàn đi bới top xong rồi cũng bỏ được 3-4 hôm xong rồi pha cà phê thì bảo là thế thì bỏ thuốc bây giờ còn uống cà phê có tác dụng gì. Bỏ thêm cà phê nhưng mà về sau không chịu được. Mình là mình cũng mạnh mẽ lắm nhưng mà cái thuốc lá với cà phê là chưa bỏ được. Ngày xưa thì hút Vina nhưng mà ho quá, thế là về sau chuyển sang Thăng Long, chứ không phải là Thăng Long nó rẻ hơn. Hút Vina rồi đi đánh cờ là các ông thấy này. Đấy, thì đôi khi là trong cuộc sống thì bây giờ cờ bạc, rượu chè mấy cả gái gú mình đã không dính vào rồi. Nghĩ là cái cờ bạc, rượu chè, gái gú thì mai sau khó dạy con. Không dạy được con. Mình đã không dính vào rồi. Bây giờ còn thuốc lá với cà phê thì có thể là vẫn uống được. Nhưng mà thuốc lá mai sau là con mà nó mà nghiện thuốc lá là mình không bảo được lốt. Còn đến một giai đoạn nào mà mình bỏ được thuốc lá với cà phê, tức là trong gia đình với các thứ có lẽ là nó còn không còn một cái gợn gì để tôi phải nghĩ nữa. Đêm bây giờ mình thức toàn thức đêm 1-2 giờ mình mới ngủ, cho nên là đôi khi có tí thuốc lá với cà phê thì nó cũng ấy. Mình cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề là phải bỏ thuốc lá với cà phê. Có thể đến một giai đoạn nào đấy nó bị viêm phổi thì chắc là mình cũng bỏ. Còn bây giờ thấy phổi nó cũng vẫn là điều hòa tốt. Phổi phiếc các thứ nó vẫn điều hòa tốt. Thế là cái hôm nào mà ví dụ tôi hút thuốc mà tôi có cảm giác mà nó khó chịu ấy. Ngửi thấy mùi thuốc nó khó chịu là nó bị ốm.
ốm thì đáng nhẽ ngày bình thường mình hút 2 bao, nhưng mà cái hôm ấy chắc chỉ hút tầm cứ lúc nào châm lên phát đàn là dập luôn, hút được 1-2 hơi là dập. Nhưng mà khỏi ốm mà phát đàn lại hút lại bù vào những cái hôm ốm hút đắt hơn. Cái hôm ốm thì cứ chạm vào khói thuốc là hút cái kiểu thói quen ấy, châm thuốc lên xong rồi, xong rồi ngửi ngửi thấy mùi nó kinh lắm, lại dập. Dập xong rồi về bà già truyền đạm hay à truyền dịch mấy cái thứ, mà khỏi ốm một cái nào hôm sau khi khỏi ốm là hút bù lại những hôm ốm. Bù lại những hôm ốm luôn. Bây giờ hai bao. Hôm nay một ngày thì nói chung là tao cứ tưởng nhiều chứ. Cái hộp này có 16 gói. Mỗi lần tôi pha là 2 gói 1 cơ mà. Đúng 16 à? 16. À 18 gói. Cái này có 18 gói. Mỗi lần tôi pha là 2 gói 1. Pha có tí nước thì mình cũng uống quen rồi. Có 9 cốc một ngày, có 9 cốc tôi có bao nhiêu năm rồi mình có uống nước trắng đâu. Đi đường thì không thể ấy được thì là uống sờ tinh dâu mới bỏ húc. Thường bây giờ lại chuyển sang sờ tinh dâu. Ở nhà này các ông tính là mẹ cứ tầm 15 20 phút lại một cốc cà phê ấy, thì một ngày một cái hộp này đáng gì? Chắc là nó không đến đâu nhỉ. Nhưng mà nói chung là một ngày cũng phải tầm 5 cốc. 5 cốc mà mỗi cốc là 2 gói. 2 gói này này. Chứ có phải là uống một gói đâu. Lần nào pha được 2 gói này. Cho nên các ông thấy ở góc này một loạt đây, tôi cho các ông xem xong rồi tắt. Xong rồi cho các ông nghỉ nha. Mà thôi cho các ông nghỉ đi. Mai người có gì thì tôi lại ấy. Rồi cảm ơn mọi người nha. Hết pin.